Online online phải để ảnh bịt mạo và các loại thầy thiết kiểu lên hiểu không? À, đau lưng thế địt con mẹ, đau lưng vãi lồn. Anh em mình có trò gì để chơi online nhỉ không nhỉ? Trò này có vẻ vui này. Ma sói. Ma sói, chơi ma sói. Chơi ma sói địt. Cũng được anh ạ. Chơi nói thật anh ạ. Hoặc là chơi nối từ anh ơi, chơi nối từ. Chơi nối từ cái đâu ơi. Chơi nối từ cái đâu. Chơi nối từ hay đấy. Chứ mà phải gì mới được. Bây giờ mỗi người mỗi một vòng góp vô 50, mình chơi nối từ ai á. Từ từ là tắt cái cam đi đã. Bật hết cam lên đi, địt bạn phải có cái đủ cam nha. Bật cam lên đi. Cam đây. Đi, đang tắt cam. Bật cam đi guys. Ôi đi con mẹ phải sinh ra luôn đấy thằng đi phải bê đê kìa. Ông tổ anh bê đê kìa. Ngồi đâu ấy? Ai chà, ngồi đâu nhỉ? Ngồi đâu mà bro? Em ngồi nhà mà. Nhà đéo ấy mẹ ơi. Vãi lồn. Anh có nhớ hôm qua không? Hay là hôm nào? Hôm qua hay hôm kia nhỉ? À đêm qua nó nói trong Discord thế. Đi mẹ bảo là em nhà anh nhớ anh qua. Đâu thằng nhím đâu? Kiểu em vào phát em Sadio Mane. Nhím bu đâu rồi? Nhím bu đâu rồi? Em đây rồi. Nhím chơi nối từ không? Chơi nhá. Ok nhá. Nhưng mà mọi người không được dùng Google để dịch nhá, các thứ nhá. Được rồi, đi phải trả lời nhanh nha. Tao trước nhá. Tao trước luôn nhá. Không, xong từ rồi. Từ. Không phải... làm sao? Theo cái màn hình chứ. Đi theo cái màn hình chứ. Anh buồn cười. Đi theo màn hình là mày này, xong đến thằng Bô, xong đến JK, xong đến Bông Mai, xong đến tao, xong đến em. Đúng rồi. Tú, đúng xong rồi. Đến Snake đúng không? Lên. Đúng rồi. Phát cam đâu phát? Lần. Thằng nhím bắt cam lên. Nhưng mà đằng sau bừa lắm mấy ạ. Bừa quan trọng lồn đi mẹ. Quan trọng đéo ấy. Ôi bừa. Thế bình thường mày live stream bằng cái gì? Bình thường cái cam nó kiểu nó nhỏ góc nhỏ hơn ấy. Đéo bị cái phần bừa nhỉ. Nó thu lại hết ở góc kín ấy ạ. Thế là cứ lù các bạn đúng không? Chơi đi. Chơi đi. Em trước đúng không? Bây giờ như nào thua là loại đúng không? Anh nhím okay, thua là loại xong mấy lần còn lại chơi tiếp là thua thằng thua là tí nữa mất 50.000 nữa thằng nhất. Mọi người 50 được chưa? Mọi người 50 nhá. 50 đúng không? Ok nhá. Luật rõ ràng luật. Thì đấy chơi anh. Chỉ được khoảng 10 giây thôi. 10 giây thôi, 10 giây thôi. Rồi. Ok nhá, bắt đầu nhá. Trà sữa. Trà sữa. Trà sữa. Sữa chữa. Ngu ai lột thế, đi con mẹ mày loại luôn, đi con mẹ loại luôn. Đít cay vãi ở lột. Thôi, chơi lại một cơ hội đi, một cơ hội nữa. Đít con mẹ mày loại luôn. Một cơ hội thôi. Rồi, lại, đít bạo đâu nhá, lần cuối nhá, đít. Ok nhá, lại nhá. Rồi, từ từ để em xem nào. Rồi, quả cam. Quả cam. Camera. Camera thì vãi cả lồn. Camera là nó là một từ đúng không anh? Không, camera tiếng Anh bị điên ở chứ tiếng Việt mà. Chứ tiếng Việt mà địt mà. Cam kết. Rồi. Hợp lý. Kết quả. Rồi. Được. Quả cam. Đấy. Quả ca. Quả ca. Cái lồn mẹ à. Khó thế. Ok nhá, anh đội. Câu câu này chết mẹ luôn rồi còn đéo nữa. Thì đúng rồi, mẹ còn chưa được chơi, cày vãi lồn. Được rồi, đấy. Đi vào. Bây giờ đến Tú ra. Đến em không? Cả kia. Mới. Không biết được khác. Từ mới chứ. Mới luôn. Có ông quả dẻo cũng chết luôn đúng không? Đi qua. Quả. Không chơi quả dẻo đâu có nghĩa đâu. Đấy. Gì? Châu Á. Á Châu. Đéo chưa lặp lại thế đi. Mẹ đéo ai chơi được. Lại đéo lại. Mẹ 50 rồi đi. Á Châu. Nhanh lên sửa. Á gì? Á là cái gì ta? Chú lồn đi từ Á. Châu Á gì? Á Châu đúng rồi còn gì nữa. Á Hậu. Loại nốt ra ngay đi. Rồi, hai thằng. Đến em đúng không? Đến em đúng không? Á nhà tư mới. Đúng rồi. Châu Mỹ. Châu Mỹ. Kìa đến gì đây nhỉ? Mỹ Tho đúng rồi. Mỹ Tho. Có thành phố Mỹ Tho là ngoài. À đúng rồi. Tho gì? Mẹ ơi, Tho ra đâu? Tho ra đâu? Tho luôn gì nhỉ? Tho gì? Tho sống. Nó sống là cái đéo ấy. Good. Nó sống là cái lồn vậy.
thua ra nhím ra từ đấy, nhím ra từ, nhím này, còn bốn em nữa, còn năm, cái gì? Không chơi từ đầu, không chơi chết luôn, từ đầu không chơi chết luôn. Từ đầu phải xịn tí, dễ tí. Đẹp trai, trai. Ơ nhưng mà chờ nặng chờ nhẹ không sao đúng không anh? Có sao chứ? Nó phải chờ nặng chứ. Phải chờ nặng à? Ừ. Trai gì? Trai mặt. Ủa, mặt lồn em ơi, mặt lồn. Trai mặt là trời nhẹ mà. Trai mặt là TH mà. Trai mặt là TR mà. TR rồi, đúng rồi. Trai lọ. Cái gì? Trai mặt. Trai mặt. Mặt tường. Cái gì? Mặt tường. Mặt tường á? Ừ. Tường gì? Tường đúng không? Tường đúng không? Udi bẻ tường thì nhiều từ lắm. Trai mặt là TH mà ta. Tường gạch. Trai mặt TR mà. CH. Hứa. Trai mặt là CH à? Vâng. Trai mặt là CH mà. Thế loại luôn, đi có mẹ loại luôn. Kéo nói nhiều, đi mà. Ok, thế bây giờ có 3 người thôi đấy. À 4 người. Kéo nói trai làng. Còn những ai nhỉ? Mày đi Tú, bây giờ đi mày đấy. Còn 3 thằng mày ở góc trái thôi. Loại hết rồi. Loại hết rồi đấy. Đâu mất một thằng. Con chuột. Con chuột. Chết luôn. Dễ vãi lồn thế. Chuột kìa. À em đúng không? Ồ đi anh hả? Ăn chuột cống, chuột cống. Luôn. À... Ui, cũng dễ vãi lồn này. Nhím kìa. Đến bô. Nhím chứ. Bô bị loại chưa? Bô loại rồi. Mẹ rồi. Còn 3 thằng mày thôi. Cống danh. Rồi. Danh nhanh, danh. Danh lờ. Nhiều danh vãi lồn. Danh. Tổng rảnh. Đi mẹ. Nghĩ phức tạp. Danh mương. Có danh mương, có. Có danh mương. Đấy, có mà. Đi mẹ quá. Mương. Mương 14 anh ơi. Mương 14 địt mẹ. Danh mương được á? Được. Sao không được, địt mẹ danh mương đúng hơn đéo nữa. Ví dụ như em nhá, là mương là mương cá cũng được. Bởi vì cái mương, con mương đấy nó nuôi cá ở trong đấy cũng được, đúng không? Thả làm lồn con mương là nuôi cá. Được, mương cá cũng được mà. Làm gì có mương nuôi cá anh nhở? Ừ. Chỉ mương đầu của mình. Đấy, cũng được mà đúng không? Không có mương cá. Ao nuôi cá, làm gì mương nuôi cá nhở? Mương, mương máng. Đấy, mương máng. Mương máng là gì? Mương máng là cái gì? Không có mương máng. Mương máng. Loại mẹ mày đi, loại mẹ mày, còn thằng Tú với thằng còn thằng Tú với thằng Phát Ghi thôi. Đi cơ mà. Nhìn à. Bây giờ anh phải solo nhau mày ra từ đi. Từ gì bây giờ dễ nhỉ? Vui vẻ đi. Vui vẻ à? Vẻ đẹp. Không gì đấy. Không. Đẹp. Đẹp gái. Ngu thế, địt con mẹ mà từ này chết nó luôn rồi còn đéo nữa. Tha cái lồn gì? Tha cái lồn gì? Thế không đẹp đấy. Chết đi. Sao địt mẹ ra còn từ mà hết rồi anh ạ. Giờ nó có từ gì? Đúng rồi. Cái chú đẹp. Rồi, thằng nào ăn tiền nào post link đi. Em. Nhanh chơi vòng mới. Vòng tiếp theo là bắt đầu chơi các loại quả nhá, địt mẹ. Chơi quả nhá, đến lượt chơi quả nhá. Phải đổi chủ đề chứ. Chơi cái loại quả thì làm sao mà có? Tức là sao phải đổi có? Không phải là tức là cứ nói mỗi loại quả không được nói chung nhá, nói chung là thua luôn, hiểu không? Ui. Mỗi một loại quả. Mỗi người nói một loại quả, chung là thua luôn. Ok. Đây. Cả nhà. Không phải nối tư. Không phải nối tư. Ok. Từ trên xuống dưới. Link đâu? Nào anh tiền nhá, nó donate nhá. Đâu từ từ, donate nó tiền ạ. Link đâu? Địt mẹ, mất mẹ năm xích rồi, còn đéo được chơi, cay vãi lồn đi. Địt con mẹ. mương cá cũng được mà. Xong nhá. Mương cá là cái gì? Nghe nó hơi vô lý anh ạ. Mương 14. Trong cái mương đấy nó có cá. Quả dẻo, địt con mẹ mà trời không chơi chán vãi lồn. Quả dẻo, địt cơm. Đéo quả dẻo đâu nhá. Ok chưa, bắt đầu chưa? Từ trên đây, rồi. Ok nhá. Chúng mày phải nhớ xem nhá, chúng có nói chung là thua luôn nhá. Rồi, bô kìa, quả chanh. Quả chanh á. Thì mày chọn quả một quả đấy, mày chọn một quả thôi, mày cứ nói một quả thôi, không được nói chung nữa. Được. Nói về hoa quả. Quả bơm mỹ. Cái gì? Quả gì cơ? Quả gì? Không biết ạ.
quá khế. Ờ rồi. Anh em giơ tay lên bàn không tra Google nhá. Quả chuối, giơ tay lên bàn nhá. Quả chuối. Rồi. Quả ca. Quả ca. Quả bưởi. Quả quất. Tem à? Ừ. Quả cốc. Quả khoai. Bộ. Bộ. Để bộ kìa. Quả cốc rồi hả? Quả quýt rồi. Không biết nhá. Quả gì đấy? Quả quýt. Quả quýt. Ờ, quả quýt. Ừ. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Quả quýt. Địt con mẹ em là quả quýt. Quả quýt là quýt. Quả quýt là quýt. Em là quả mít. Quả mít. Được. Rồi, được. Quả đu đủ. Đi đủ. Quả dưa hấu. Phải có được phải rồi. Quả dưa chuột. Nhiều mà. Nhiều chứ. Nghĩ trước, nghĩ trước. Không nhớ phải không? Mình nói chưa hay mọi người nói chưa? Quả lê. Chưa. Chưa. Quả chủng... ói. Ôi trời. Quả dưa lê. Đấy. Có chưa? Quả em là luôn. Ừ, đến mày rồi đấy. Quả bí. Quả nho. Quả nho, ừ rồi. Đi cây. Quả lưu. Được, được. Lũ, lũ, có lũ, có lũ anh em. Đến em à? Ừ. Quả dâu. Quả dưa gang. Quả táo. Quả táo như quả chưa nói. Quả táo chưa nói. Chưa. Select. Anh Long kìa, select. Quả sabuche. Ừ. Chê là quả lôn gì địt mẹ em. Quả đéo gì đấy? Quả hồng xiêm anh ạ. Quả hồng xiêm anh ạ. Bác gọi là quả hồng xiêm anh ạ. À. Quả mất. Quả flat. Địt con mẹ quả ăn được cơ mà flat ăn tí lột được. Quả quả mà. Thế ai kìa? Mày phải lát cho tính đi mẹ. Ăn được là tính đúng không? Ăn được là tính đúng không? Ờ phải ăn được mới tính. Tèm á. Ừ. Quả chuối. Chuối nói rồi. Chuối thằng gì cây nói rồi, loại địt mẹ mày. Chuối nó có hai loại, chuối xìm với lại chuối ta. Chuối chung rồi, loại. Chuối chung rồi, loại địt mẹ mày loại chứ, làm xịch. Gì cây. Quả chung. Rồi. Quả nhãn. Quả kiwi. Quả cà chua. Quả na. Quả là cái gì? Quả na đúng rồi, quả mắc câu á, ở ngoài miền Bắc gọi là quả na. Quả trứng. Được con mẹ vãi luôn. Được. Quả măng cụt. Quả ra Google đúng không? Gì cây? Quả. Quả mơ. Đi. Quả mơ. Mơ thằng CK vừa nói rồi, mơ. Bơ. Để em không quả xấu. Quả roi. Roi. Nhưng mà mình nói chung có bị được nó lại không anh? Không, nói chung là chết luôn đấy, như thằng có roi mà sao? Chưa có roi, chưa có roi. Chưa. Chưa ra quả chôm chôm. Chôm chôm chung rồi, địt mẹ chết luôn. Thế mới phải nhớ, thế mới gọi là trò chơi. Đây em à? Ừ. Quả cherry. Thật lồn là vọng mic ấy. Thật lồn xem chim ấy. Đi con mẹ mà thằng GK. Hát cái mic đi. Chim đi kìa. Đâu thằng GK đấy, đi con mẹ mà GK. Rồi anh ơi, sao rồi em? Giờ đấy nói chưa? Rồi. Rồi, nó nói rồi. Ôi, địt mẹ đến mình à? Xong rồi. Chị bé khó. Khó quá luôn. Quả sầu riêng. Có rồi. Chưa. Chưa. Quả mẹ. Ôi địt con mẹ thế giới vãi lộn. Thế giới vãi lộn. Quả cái mẹ dành mà chua chua thế. Chịu. Quả này thì chịu. Địt mẹ xong rồi. 10 9 8 7 6 5 4 quả vi quất. Quả đào. Được. Quả rẻ. Làm được. Sao lại có quả hạt rẻ? Sao có quả rẻ? Từ từ anh giải thích cho chúng mày nhá. Quả hạt rẻ là quả bên trong có hạt rẻ. Nó toàn gai, mày phải đập ra trước thì bên trong mày có hạt rẻ, hiểu chưa? Nó chỉ có hạt rẻ thôi, không có hạt rẻ. Mày search quả hạt rẻ đi. Nó ra có quả hạt rẻ, mày phải đập ra thì trong mày có hạt rẻ.
Không, chỉ có hạt dẻ thôi, là mình không có quả nữa. Quả hả? Hạt rẻ chứ. Người ta gọi quả rẻ. Đúng rồi. Cái thịt con mẹ mày đang giải thích chúng mày. Sao không có hạt rẻ, nó là một cái quả to bên ngoài, trong nó có mấy cái cục hạt rẻ, thì nó mới bên trong nó mới là hạt rẻ, bên ngoài nó cục gai. Địt mẹ mày search đi, quả hạt rẻ Google nó ra luôn. Chấm trước trường hợp này, chấm trước trường hợp này. Snake. Quả trứng cá. Quả trứng cá. Cái trứng cá. À, có quả trứng cá. Quả trứng gà. Ủa, trứng gà rồi, trứng gà rồi. Không, quả trứng gà khác với trứng gà. Quả trứng gà là quả lê kima. Là quả lê kima. Quả trứng gà khác nhá các em. Thằng gì cây? Quả nhót anh ơi. Thế rồi bại luôn. Đi coi là đúng vậy luôn. Quả quả dưa chuột. Chết địt mẹ dưa chuột, tao nói rồi. Nói rồi. Quả dứa. Quả dứa ở nhờ. Quả ốc chó. Quả mướp. Ui. Ui. Địt con mẹ. Từ từ. Khó thế. Quả ướp. Đi phải theo đéo nào nói nhở. Ớt chuông. Ớt chuông còn mẹ mày, ớt chuông rồi còn ớt chuông nữa. Ớt chuông là quả to khác mà. Đúng rồi. Ớt chuông là quả ớt chuông là rồi. Không, hai quả khác nhau, hai quả khác nhau. Bỏ ớt xanh, anh Độ bảo quả ớt đỏ, sao bảo quả ớt vàng, thế là đi mẹ mày bốn quả ớt, bốn loại quả. Không, ớt là chuông rồi, nói quả khác đi. 10 9 8 7 6 5 quả đi. Quả vải, quả vải được, đúng. Một đi bạn chưa nào nói quả vải à? Phải luôn. Chưa ai nói quả vải cả. Đến là ai đấy? Nhiếm. Em chết rồi mà. Không ai giờ. Chết rồi. À chết rồi. À anh Độ, anh Độ, anh Độ. Không ai chết rồi à? Còn bốn người thôi, còn có em với anh với DK với Snake thôi. À chết tất cam đi. Em chưa chết. À chết tất cam rồi. Thằng Bông Mai đã chết đâu? Chưa. Bông Mai chết rồi. Chưa. Đấy, còn 5 người đấy, còn 5 người đấy. Em cho em hỏi nhá, nếu mà trứng gà được thì trứng vịt được không anh? Được. Làm lộn. Tức là cái quả. Nó là quả trứng con mẹ rồi. Thế tao kể một đống quả. Trứng khủng long à? Đúng vậy. Thế thì quả dừa. Cái địt mẹ. Dừa nhờ. Dừa chưa ai nói. Quả bầu. Quả bầu. Quả bầu. Em mới quả gì? Quả bí, nói chứ nhở? Bí rồi, địt mẹ mà tắt cam đi, thằng cái chết rồi. Bí rồi, bí rồi. Bí rồi, bí rồi. Tắt cam đi, gai. Rồi, tiếp chưa? Quả cà chua. Nhà mình có cây gì nhỉ? Quả cà chua, tao nói, à nói rồi, quả cà chua nói rồi. Nói rồi. Bịt mẹ tắt cam đi, không trình bày nhiều. Quả bí ngô. Ui, được. Quả bí ngô này. Cây gì nhỉ? Cây gì? Cây mười. Quả câu. Ôi, cái đít con mẹ phải rồi nhờ. Bỏ ra đít con mẹ. Ui, nhà mình cây gì nữa nhỉ? Được. 10 9 8 7 6 5 1 3 2 1 hết. Loại. 4 3 2 1 Quả địt còn mẹ mày. Khó thế nhỉ? Đến mày đấy. 10 9 8 7 6 5 Quả nhái. Quả đấm. Quả bát. Quả bác cụt. Chết, nói rồi, quả đấy tao nói. Quả đấy tao nói rồi. Địt còn mẹ mày. Vớ vẩn vãi lồn thề. Không. Bây giờ mình đến các loại xe đúng không? Được không? Bây giờ đến các loại xe. Từ từ đã, đi bại bài link donate đâu. Donate cho thằng các kia đã. Các loại xe thì ít lắm. Không, nhiều. Nhiều hãng lắm gai. À, nói hãng á? Nói hãng. Không, đi mẹ mày vãi lồn. Hãng có tí là hết à? Các loại xe ít lắm anh ơi. Xe chở cái này, xe chở cái kia, xe làm cái này, xe làm cái kia, nhiều loại phết đấy. Sao không nói con vật đi? Bây giờ để nói con vật đây, nói con vật đây cho dễ. Địt mẹ để con vật nhá, con vật nhá. Rồi. Nhưng mà ui, địt mẹ con vật thì nó phải gọi là nhiều vãi lồn đấy. Ừ thì nhiều vãi lồn, nhưng mà về sau kiểu lồn thì cũng chết. Ok nhá. Còn nhím ngủ. Cái cũng nhiều mà.
Nào bật lại cam lên đây, bật cam. Anh ơi con cặc không phải con vật không anh? Không con gì phải đi lại được cơ, địt mẹ con cặc đi lại ăn cặc à? Con gì mà phải thân thuộc nhá, địt mẹ nhiều ông bảo vãi lồn, địt mẹ phải rắn đuôi Linh chuông rồi là đây. Kiểu địt mẹ. Linh kìa, Linh kìa. Donate rồi nhá. Donate. Xong rồi nhá. Xanh chín nhá, xanh chín nhá. Ok. Ok. Con bóng câu này. Con bóng đi là Thành. Chúc ông dẫn nhá. Con thấy không đi lại được mà. Bật mẹ mày lại cam đi Snake. Bật lại cam đi Gai ơi. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Xong chưa? Ok nhá. Bây giờ đi ngược lại từ Snake đi. Snake trước kìa. Snake xong đến Tú xong đến Anh Độ xong đến hết lần rồi, quay ngược vòng lại. Con người. Rồi, người à? Động vật đúng anh hay là chỉ là con động vật, động vật, động vật, động vật, động vật. Động vật con người là động vật hả? Rồi đúng mà. Đúng rồi. Đúng mà. Ai con người là động vật á? Con khỉ. Con mèo. Để đây đấy, để đây mà. Con nhím. Con hổ. Tú vừa nói con gì đấy? Con hổ. Con lợn, em nói con lợn. Con hổ. Con chim xe xẻ. Chim xe xẻ. Là con chim nhá, địt mẹ là nói chung là con chim luôn nhá. Vâng, con chim luôn. Chim ơi. Ờ, là con chim luôn. Chim đôi. Chưa ai nói con chó đúng không? Con chó. Chim. Tớ nhớ là. Ờ. Gà. Mèo. Mèo rồi. Mèo rồi, em mèo rồi, em mèo rồi. Sao bông mai là mèo rồi, địt mẹ mày vãi lồn thật. Bài Tú, bài Tú, bài Tú lên Tú rồi. Bài Tú nhá. Vừa mèo xong lại mèo. Rồi. Chúng mày vãi lồn được. Con vịt. Con sư tử. Con hiêu. Sắp con cá. Con cá đi lại được hả mọi người? Con... Không, nó là con vật là được, nó là động vật là được. Con hổ. Con hổ rồi. Con hổ nói rồi, đi mẹ tắt cam đây. Vãi cả nhiều này thì nhớ kém thật. Nhớ được. Này thì nhiều con này. Chờ, con ngan. Là chờ. Thấy loại da cầm ra được anh. Ờ qua đẹp mà hoang dã này, con hà mã. Con tê giác. Được được được. Con chuột. Con ngựa. Thấu. Tiếp về anh. Khủng long. Wow. Con ngỗng. Con trâu. Con đà điểu. Gì cây kìa? Sao cái hông thế? 10 9 9 8 7 Con công. Ừ, cũng phải tạo áp lực cơ. Con báo đốm. Đấy, nói chung là báo. Con khủng long. Chết mày! Chết mẹ mày đi, con khủng long nói rồi. Chết luôn, chết luôn, tắt cam đi. Này thì khủng long. Địt mẹ, đánh nó con kiến rồi. Tắt cam đi, địt mẹ. Tắt cam đi. Con kiến là con trâu. Con kiến. Nó cũng là động vật mà, địt mẹ. Được, được, được. Con trâu. Con dê anh ơi, con dê. Con trâu. Kiếm gì hả? Con thỏ. Con run. Con kiều. Con rắn. Ơ, con rắn rồi. Chưa, con rắn chưa. Con rắn này anh Snake sao mà. Đâu, chưa. Cái gì còn mẹ à mày vô lý vãi lồn. Ốc. Ốc rồi mà. Chưa, còn ốc nói. Con cu. Nếu. Có bộ cạp. Ừ. Ủa sang sa mạc rồi, nhìn nó sang sa mạc rồi. Dì đồng bằng ơi, tại dì đồng bằng, dì đồng bằng nhiều lắm. Con đi nó sâu sau rút. Con đang nghe. 9 Megalodon. Con vẹt. Con vẹt. Con gì? Con vẹt là vẹt là tính công từ chim cơ mà anh. Nãy nó nói rồi. Vẹt là sao mà chim rồi. Nó là động vật chim. Chim là chim. Còn nhiều chim cánh cụt hoặc là chim gì thôi. Trên chim thôi. Được, con vẹt được. Ừ, được, con vẹt được. Con ong. Ờ, anh Quang đã nói chưa? Anh Quang nói chưa? Con ruồi rồi, anh nói con ruồi rồi. Anh nói con ruồi rồi. Con ruồi. Con muỗi. Muỗi chết, địt mà mày, muỗi vừa có người nói. Mày chết rồi. Muỗi đang bị con gì bây giờ nhỉ? Có, vừa có người nói muỗi rồi. Anh Độ hay sao ấy? Anh Độ hay sao ấy? Đâu, 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 ta không nói con muỗi. Chỉ có, chỉ nhận đi. Nói muỗi đâu. Nói muỗi đâu. Mở cam lại. Ừ, con mày. Bị nốc, cứu được rồi, cứu được rồi. Ui, địt mẹ chết rồi, từ từ. Ai nói muỗi đâu. À, con Linh Dương. Con cuốn chiếu.
Hươu qua cổ có làm chung với con hươu không? Không anh ạ, hai con khác nhau mà. Con hươu qua cổ, con hươu nó khác nhau. Khác nhau, khác nhau, khác nhau mà. Con voi. Voi rồi, voi rồi, voi rồi. Voi rồi, voi rồi, voi rồi, voi rồi. Voi rồi. Gì cơ nói rồi? À nói là mẹ đen thế. Này này thì cả mẹ chết rồi, con bò tót. Ơ, bò tót là bò mà. Tính là bò mà. Khác đi. Thế thì con đi mẹ xong rồi, con gì nhỉ? Con 10 9 con bóng đây là thành 8 7 6 5 4 3 2 đi có mẹ hết rồi. Rồi hết rồi, đi mẹ ngu đéo chứ con đỉa với bông ở chân trong gì đâu nói. Con ấy có mẹ kiểu đâu hết rồi. Thì con đến lúc chết đừng nghĩ ra nhiều con vãi lộn nhá. Đến lúc chết nghĩ ra nhiều con thực sự luôn đấy. Con voi ạ. Đến lúc chết mình nghĩ ra được anh ơi. Ồ, cay vãi lộn đấy. Đâu, linh bịt mất tầm dưới rồi đấy. Linh đi con mẹ đéo gỡ được phát hào cay vãi lộn đấy. Thì tôi nghĩ cho đơn vị nào đúng không? Tí một chỗ. Ờ, con dế, đi mẹ nhiều vãi lộn. Đéo gần rồi nhá. Dết. Hề lăn. Con buồm này. Con kỳ đà. Ấy một đống. Thôi, lên đây, Linh đi, Linh đi, Linh xong đã, Linh đi. Xong để chơi cái gì? Quên mẹ. Bây giờ là kể tên các tỉnh thành ở Việt Nam. Đấy. Ôi. Ôi, hai tỉnh thành. Được. 64 72 nhỉ? 72 rồi à? Ai chưa sốt anh? Đi bỏ cái lên là tướng. Không chơi sớt anh nhá. Nói chung là bị chết còn gì nữa, đúng không? Mọi người chơi cái gì chả thế? Thì mình chơi cái tỉnh thành đấy. Cái nước đi. Không địch mẹ trong Việt Nam chơi còn đéo xong bảo kể tên nước ngoài vãi cả lồn. Rồi nha, ta đi họ cho thành đéo được, đéo biết. Chơi các cây á, ở chơi các cây cũng được đấy, chơi các loại cây cũng được đấy. Ờ. Ờ chơi cây cũng được anh ơi. Chơi cây được ạ. Ờ chơi cây nó dễ. Quả vừa đấy đâu anh, nó khác gì quả vừa đấy đâu. Không cây khác quả chứ có cây làm lồn có quả. Ờ. Cây hoa mà anh. Ok. Rồi thế cây hoa là chung đi nhá, đéo có riêng đâu. Thực quả à. Em đi trước này. Chẳng hạn như cây phượng, cây răng okay. Cái kiểu chơi cây đúng không? Snake có chơi không? Bật cam lên. Làm gỡ đi. Gỡ đi, chăm gửi rồi. Rồi em đi lại lấy được vòng em nhá. À, từ mọi người donate để em donate cho thằng gì cây đã. Ô cây cũng được đúng không anh? Mấy là cây đúng cây gì cũng được, nghĩa là cây là được. Ok em đi trước này. Cây cột điện. Tí nữa kẻ đéo thì có ông nói lại cho xem thề. Bố kìa. Cười cái lồn mày kìa. Cây ba mù. Cây gì? Cây ba mù. Là cu ba mày. Ông vào vào. Ông phải. Cái lồn gì? Cây ba mù là cu ba mày à? Cây chùm dột anh ạ. Cây chùm dột. Mày đó. Chơi có cây địa phương thế. Gì cây kìa? À không được ai thế. Thôi dễ. Được rồi, cây trùng dược được rồi. Được rồi. Đi cây. Ờ. Cây cũng nhưng mà phải là cây. Cây gì cũng được rồi. Cái xoài kìa. Xoài nấu. Dếm. Ờ cây cầu. Cây cầu. Cây cầu ở cây phượng. Cây bằng lăng. Cây bàng. Cái bằng lăng khác nhỏ anh. Cây sabuche. Cây sabuche là lồn đi. Cây ATM cao lanh. Nhưng mà cây ATM cao lanh. Thì cây ATM đây, được dùng gì nữa. Cái này cứ kể hết kiểu các loại quả ghép với cây là được mà anh đúng không? Ừ, tí nước kiểu lồn giải hết. Tí nước đéo thì con thằng nói chung. Bô súng. Ừ. Bô béo kìa. Cây súng, cây súng. Gọi thôi nào. Chưa, đâu ai nói. Nói rồi. Đâu. Chưa. Đi. Chanh. Cây chanh. Cây mai. Cây mai. Cây ổi. Cây đào. Cây đa. Cây bồng bong. cây gì? Cây gì anh? Cây quất. Cây chanh. Thằng chết đi. Quất cây vừa nói. Cây vừa nói cây chanh rồi.
Địt mà nói bao giờ anh? Cam, tắt cam, vừa nói xong. Nó vừa nói cái tranh xong vòng vừa rồi, địt mẹ. Ở vòng trước xong. Địt mẹ chân tội vãi lồn đấy ạ. Ừ. Vãi lồn rồi. Tắt làm người ta tội hơn. Nói đi, gì cây? Cây hồng xiêm. Cây dừa. Chết, kìa quải. Sao đấy vừa nói cây Samuche rồi. Samuche là cây hồng xiêm đấy. Ừ, là một. Thế em đổi không? Em không đổi rồi. Không, địt mẹ ơi, đừng nói, đổi cái gì. Mẹ lúc nãy đã hỏi lại từ ngay đoạn đầu rồi là cây đấy là cây hồng xiêm rồi, địt mẹ vẫn nói. Tắt cam, tắt cam đi. Tắt cam đi. Em không biết là anh. Địt mẹ đừng nói. Mẹ mẹ. Cây dừa. Cây dừa. Cây cau. Cây gạo. Cây mít. Cây bình bát. Cây lồng gì? Là cây lồng gì địt con mẹ. Cây cái bình bát có cây bình bát không với lại có cây bình bát có cây bình bát rồi lồn tới cây địa phương vãi lồn cây rồi cây số hổ cây dứa cái gì cây dứa ờ cây sung cây táo ui vẫn còn cây táo kìa cây số hổ chết mẹ cái số con mẹ vừa nói cây số hổ xong đi mẹ cây số hổ xong. Ai nói đi tắt mẹ cam đi. Vừa xong mày. Vừa cách có mấy người. Nhớ kèm của anh Tú ơi. Cây hổ mà. Cái gì ta cây sào. Có cây sào được. Ui. Cây xoài. Xoài rồi. Ai xoài? Mày chết. Thằng gì cây cây xoài từ đầu rồi. Mày chết. Tắt cam. Không nói nhiều. Cây nhãn anh ơi. Nhãn chết, nhãn từ đầu mẹ mày rồi. Nhở? Đâu, làm đéo có là con nhãn nhở? Làm đéo có là con nhãn nhở? Chưa, 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 chưa có nhãn. Em lấy cây nhãn sau mà. Cây dọc mùng. Cây dọc... Thì mẹ đéo ăn bún dọc mùng bao giờ à? Đủ má chúng mày. Cây thông Noel, oh my god. Oh my god. Cái gì? Cái gì? Cây xăng. Cây xăng. Ừ, rồi, cây xăng. Được. Cây dưa leo. Ờ, được. Được. Người. Cây ngô. Cây ngô à? Cây mía. Nhiều cây lắm. Điệt mẹ. Cây xả. Cây... Cây cà chua. Cây cà chua. Được không nhỉ? Ừ, được, được, có, được. Có. Cây sắn. Sắn á? Được, được, đúng, đúng, có, đúng, đúng. Có cây sắn. Củ sắn là để dưới đất đào lên mà anh, làm gì có cây nhỉ? Có cây, cây nó có thẳng tưng lên. Cây, có cây. Tao toàn lấy về đánh nhau. Cái lá sắn bọn trẻ bây giờ toàn lấy cuốn về nghiền xong phơi khô cuốn hút mà. Cây tre. Rồi. Ui. Cây ớt. Ớt á? Cây CM. Kê chê rồi mà. À rồi, chê chê chê. Trong phòng có cái gì không? Bưởi, cái bưởi. Cái bưởi à? Mình đi lâu thế. Cái trúc. Ua. Nhiều cây lắm. Cây quạt. Đúng. Cái đàn guitar. Mình chung thành cái quả luôn. Cây trứng cá. Cái gì? Trứng cá. Ờ, được, được. Cơ hội gỡ to lắm này. Cây cỏ. Ờ được được được. Được được. Hơi chung chung một tí được. 10 9 8 7 6. Cái sầu riêng rồi mà. Sầu riêng cỏ đâu? Chưa 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 có. Được 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 được. Cây cỏ. Cây hoa sữa. Vãi lồn nhỉ. Cây máy tính. Được. Không phải lồn được á. Có sao được, điện mẹ mới gọi là cây. Thì tôi có gọi được cả cây xăng như con đéo ấy nữa. Kết mày tầm rồi nói. Không phải gọi là cây mày tính. Cây mà. Đúng là cây. Không lại đi mẹ mày thế phải nói chứ. Phải nói được cây xăng người ta tưởng nói được cây máy tính. Không được, không được. Tắt cam đi cho các em. Cái địt mẹ mày thề. Địt mẹ mày. Bro. Cái thế giới nó đéo giờ công bằng. Mình đọc cái khóa mà anh đổ. Để mình Việt hóa thôi. Cây cây 10. 10. 9. Cây 8. Cây 7. Cây sung em nói rồi.
Chết, tắt cam đi. Tắt cam luôn đi gai. Mỗi lần tắt cam vẫn 50 cây vậy luôn. Từ từ, cây liễu. Ủa chết, thế đi liễu chết rồi. Cây liễu. Cây hoa dâm bụt. Ôi, địt con mẹ thằng này thế giới đấy nhở. Cây hoa hướng dương. Ai mà mày chơi hoa dương người tao. Cây ca 98. Cây gì? Cây trứng gà. Gì cây? Ờ, được. Cây thăng long. Ui, thăng long rồi. Chưa. Thăng long rồi sao nhỉ? Chưa. Sao mà? Không. Chắc chắn là chưa. Nếu mà có thì tất cả mọi người cùng nhớ rồi. Từ địa phương anh ạ. Cây hoa giấy. Cây gì? Cây hoa giấy. Bị bẻ thằng này sao lắm cây hoa đấy nhở. Bỏ bây giờ không chơi hoa nữa nhá. Bây giờ hoa là nói sáng mai luôn đấy. Ok. Ờ. Thỏ bí luôn. Nào ông chơi cây xăng, cây cột điện đó. Bây giờ ông ta cấm ta chơi cây hoa. Quái luôn. Đúng không gì? Bị bạn mình. Anh khác rồi, mơ rồi. Cây bút. Cây gì? Cây bút rồi kìa. Cây bút đó. Cây si. Cây gì? Cây si là cây gì? Ờ cây si được. Cây bonsai. Chết mẹ mày. Cây bonsai là cái gì? Cây cảnh. Cây bồng nhật. Cây bonsai. Cây bonsai đúng rồi các em. Là hoa mà. Không, nó là cây. Nó là nghệ thuật ghép cây bonsai. Cây gì? Cây. Vẫn còn cây. Còn nhiều lắm. Còn nhiều cây lắm. Không mời. Bị trùng nữa. 9 8 7 6 5 4 3 2 Cây 50. Mẹ ơi. Cây ba bích thì không đọc. Ba bích 4 bích 5 bích. Mẹ mày cây cần thì đéo đọc. Đúng ma không lột là cũng hút. Mẹ đéo đọc cây cần lên. Tiền đây mọi người ơi. Mẹ đến lúc chết rồi. Chết cái nghĩ nhiều vãi hồn đi. Không, bà rõ ràng như cái thời gian mà em xem chứ người em mà hơn lại có năng dùng vậy đấy. Happen happen. Như có người search Google hộ sao ấy. Đại luôn luôn rồi. Thì đây máy dập ơi, máy dập ơi, máy dập ơi. Muốn nói đi, muốn mình nói đi. Lỗi hết các bạn ơi. Đi bạn đi cây chưa chuyển tiền bố mày nhá. Chạy đâu rồi anh? Đâu ta đá xuống dưới cho đỡ ồn đấy, đi mà tí nó tự lên. Đâu nhở anh em đâu nhở, chưa thấy một tinh tinh từ đâu ai cả thề. Đấy tao 50.000 em rồi nhá, em rồi nhá. Em rồi mà anh Quang. Chết rồi nhá. Có thấy em rồi mà. Có thấy nổ tiền đâu rồi mà. Chết đi. Jose em, Rambo, PC Gaming, Nhím. Rồi thiếu Bông Mai với Snake với lại GK nữa. Chết rồi. Em rồi. Chết F5 lại anh ơi. Ok thấy rồi, thiếu mỗi GK nữa thôi. Rồi chơi gì nữa. Chơi anh, kể tao những động vật có vú đi anh ạ. Có con mẹ với là cả nhà là con này có vú hay không à? Đủ má mày. Lú vãi lồn ra. Hay mà, rất khó chứ. Thôi kể tao nghe loại cá đi. Cá loại cá gì? Cá ngựa. Ờ, được, cá được. Được rồi. Nhưng là phải là cá nhá, không phải cá độ, cá điếc thiếu nhá. Phải là loại cá biết bơi nhá. Ok ơi. Ok nhá. Đang định cá độ đi. Mở cam lên. Cá chà bạc. Nó nghỉ. Có cá chà bạc à? Có cá chà bạc nữa. Cá chà bạc với lá chà bồ anh ạ. Được chưa, chốt chưa? Bây giờ thằng Snake đi trước. Rồi, thằng Snake đi trước đây. Cá dồ. Cá gì? Cá dồ. Chúng nó có chơi cá địa phương này đéo biết cả. Không. Nghe loại cá gì để tí con né. Để Google thử xem nào. Cá dồ có cá dồ. Ờ mày phát ra mày ngồi mà mày ghi lại hết thứ ấy. Rồi. Cá vô hay là cá vô hay cá dồ? Cá dồ. Dồ, dồ huyền dồ. Cá dồ phi à? Rồi tú. Dồ. À đấy à. Cá bác sa. Rồi. Cá chép. À cá kiếm. Ôi, đi thế giới. Cá kiếm có cá kiếm. Cá rô. Cái gì? Cá rô. Cá rô phi á ngoài đồng á. Cá chuối với lại cá quả với lại cá gì nhở? Cá lóc trong kia, ở đấy là chung với một loại nhá, là đừng nhắc lại nhá mọi người nhá. Ở đây.
Snake. Ờ, cá coi. Ờ, được. Cá coi. Cá coi đúng mà. Đúng, đúng, đúng. Có, bên Nhật. Tú. Ờ, thế này. Cá ngừ. Cá mập. À, cá giọt bể. Cá sấu. Cái gì? Cá giọt bể, cá giọt bể. Cái lâu kiến bố. Cá sấu. Cá heo. Cá heo. Cá heo. Cá heo, cá heo. Ờ, cá voi, cá voi. Cá liềm kìm. Có cá liềm kìm mà. Rồi 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 đi coi à mình. Cá liềm kìm. Cá hồi. Cá hồi em rồi. À cá hồi nãy thằng ấy nói rồi. Đang nhìn nói rồi. Có hai đứa trong đầu của nghịch cười em quên mẹ hai đứa luôn rồi. Tắt mic đi. Tắt cam, tắt cam. Ấy mà luôn. Ơi. Đen rồi. Ờ cá chỉ vàng. Cá chết ông kia. Cá chép bao nhiêu? Con mẹ và cá chép nãy ta nói ngay vòng đầu rồi nhá. Là cá chép rồi, tắt cam đi. Bịt mẹ này thì om dưa. Cá trọi. Cá gì? Cá trọi ấy. Ơ, cá trọi không. Cá đá, cá đá, có, cá đá. Có. Mua mua để trọi đánh nhau ấy. Cá lục kiến. Cá lục kiến rồi. Tiếng là cá dọn bể rồi. Là cá dọn bể rồi. Tắt cam. Không, nãy có ai nói em đâu, có ai giải thích em đâu. Giải thích rồi, nãy nó giải thích rồi mà. Ơ, đi mẹ. Nó giải thích xong rồi mà. Cái gì? Ủa, đi ra chưa giờ thấy cam mình to thế, đi con đấy. Đến ai nhở? Đến Quang. Đến em, cá mú. Cá mú à, cá mú biết. Địt mẹ đi biển ăn vãi lồn ra không biết. Cá điêu hồng chấm mắm gừng. Cá vàng. Ờ, cá bóng đèn. Cá rô phi. Cái bóng đèn là cái gì? Có. Cá bóng đèn mà nó bắt bắt. Cá rô phi nói rồi, nãy thằng Bô nói cá rô rồi. Cá rô cá rô phi khác. Nó còn nói là cá rô phi, địt mẹ mà nó nói giải thích đấy rồi. Đó, cả mẹ đi bạn vơ vẩn ôi cửa sáng vãi lộn rồi cửa sáng đấy cửa sáng cá mặt quỷ hấp xì dầu cá mặt trăng cá nhà tám là cái gì cá nhà tám là cá voi mà đâu cá nhà tám là con khác cá voi mà anh cá nhà tám là cái gì là cá to nhất thế giới đấy là cá voi là cá voi đấy. Người ta gọi là cá voi nhà táng, đéo ai gọi cá nhà táng cả. Đi con mạng, tắt cam đi. Xem trên mạng là thế mà ta. Đi con mạng mà vãi lộn xem trên mạng luôn ạ. Chơi kiểu em xem trên mạng từ ngày xưa. Em xem trên Discovery ấy. Nó cùng một loài cá voi em ơi, nó cùng một loài cá voi. Cá voi nhà táng. Thôi được rồi, được. Cho nó tiếp đi nè. Rồi, cho nó tiếp đi. Cho nó lại đi. Nó lại đi. Đấy, anh bảo khác kìa, anh xem không? Tất cả đều bảo khác này. Chấp nhận luôn, chấp nhận rồi đến Ấn Độ. Đấy. Cá ngựa. Ui. Chết mẹ rồi. Cá đuối. Ủa em không trông nó không tính à? À ừ, Snake còn chưa bảo mà. Ừ. Thì Snake nói cho mày đến mày mà nhím. Đâu? Thì đến Snake, bây giờ đến Snake. Snake rồi, xong rồi đến Ấn Độ chứ. Ngược. Mười. Cá đến... tai tượng. Có tai tai tượng. Ấn Độ. Con mẹ toàn nói cái cá là buổi gì. 10 9 cá cao bằng 8 7 cá chim ờ đúng rồi chưa ai nói đúng rồi cá rồng đúng snake cá nóc chết mẹ mày mẹ chết mày luôn nói rồi cá nóc rồi nói rồi ôi cửa sáng ôi rồi. Để tao à? Để đánh cái đồ. Vừa phải nhì. Cá mực. Được. Cá gì nhở? Từ em vừa nhớ một con địt có mẹ cá. Cá nhím. Cá la hán. Ăn vãi cả lồn nhở. Bình thế nhở? Địt mẹ đợt mình đi Hòa Bình mình ăn cá lồn gì nhở? Cá Hòa Bình ơi. 1.8 triệu một cân đấy nhở? Cá Hòa Bình. Hôm trước vừa ăn tám bảy sáu năm bốn ba hai cà phê
Cà phê đang ngồi nghĩ đâu rồi Cali thiên rồi anh tiền guys Cali thiên rồi tao rồi nhá ở đấy cá lăng địt con mẹ bây giờ mới nhớ ra là cá lăng ạ cay vãi lồn đi địt mẹ cá lăng 1,8 triệu một cân cà phê trời ơi dụ má chơi bộ môn này dụ má toàn quá đâu địt mẹ mày tiền đâu à linh đâu linh ở đâu trên rồi mà anh mất hai lúc con mẹ rồi địt mẹ ăn thua mọi người ạ địt mẹ ô thằng gì ăn hai lần rồi à vâng đúng rồi từ từ để em xem à ui lãi được phết đấy anh ạ lãi phết đấy lãi được một lãi được 50 thiếu bông mai này thiếu anh quang này thiếu dông xe em đấy tao xong rồi mình chỉ cần thắng một cái thôi mình có đủ vốn chơi cả đêm ấy ừ địt mẹ mày tao mất hai lốp rồi này thằng lồn DK thiếu hai lần nữa cái tên rồi cầu thủ bóng đá đéo bóng đá cũng hay đấy đéo địt mẹ đéo bóng đá đéo biết địt mẹ cái tên đường phố đường phố được anh Hà Nội 36 phố Phương chơi đường Hà Nội không chào em bắt gặp được nghe đã biết thua rồi anh chơi đường Cao Lãnh không gì nhỉ bánh chơi cầu đi đây cầu gì cầu các loại cầu ở Việt Nam cầu đường đó anh dễ tí cơ không cái đó căng đấy chơi tên ca sĩ đi anh không nhỉ? Bị ca sĩ Việt Nam thôi anh được ờ ca sĩ Việt Nam đi anh đây được đấy anh ạ ca sĩ Việt Nam đéo biết không biết thì chịu chứ trời anh lại không biết sao lại không biết được không biết nhiều thì anh phải thiệt rồi đúng rồi ca sĩ toàn quốc được không không địt mẹ ca sĩ Việt Nam chứ đéo chơi ca sĩ Việt Nam địt mẹ bây giờ mày bảo ca sĩ Lào địt mẹ nghiêng hẳn sang bên phải ôm phản lam ra biển địt mẹ em thắc lớn ở biên địt mẹ em chơi vãi luôn được quá nhỉ không kể tới thành phố thì cũng hợp lý đó nè thành phố trên toàn thế giới thủ đô rồi kể tới thủ đô à thủ đô cũng khó lắm thủ đô cũng khó à thủ ca đô sĩ được mà thủ đô là ca sĩ đi ca sĩ hợp lý rồi ca sĩ hợp lý ca sĩ chỉ chơi ca sĩ Việt Nam thôi ca sĩ Việt Nam hợp lý rồi ok nhá ca sĩ Việt Nam nhá ca sĩ Việt Nam ca sĩ Việt Nam nhá ok rồi. Em trước đúng không em này Quang Ngọc Trịnh ok không QNT ca sĩ có rapper các kiểu tính có MV là ai công nhận là ca sĩ đâu có MV là tính là ca sĩ ca sĩ Hiền Hồ rồi Ame đến em rồi Ame Chipu biết gì Tố Bích Phương Tố à Kenny Yu đúng rồi tính như rapper là ca sĩ Sơn Tùng Sơn Tùng rồi nha bộ béo ai anh Sơn Tùng á Vũ Duy Khánh Tiến Smile ai Tiến Smile là ai Tiến Smile là ai Tiến Smile làm đéo Tiến Smile tịt con mày cả lớp tiền sao mày à địt con mà tất cả mẹ địt mày năm xịch tiền sao mày phúc du anh ơi được Miu Lê Ưng Hoàng Phúc được chuẩn các thời xưa nhớ Đan Trường Phước Thiện Hoài Lâm Isaac Lam Trường Khánh Phương bọt thế nhỉ bọt thế Jun Phạm Lã Phong Lâm Khổng Tú Quỳnh Lâm là ai rồi có Lã Phong Lâm có Lã Phong Lâm Khổng Tú Quỳnh nghe thử đi Minh Hằng Ngô Kiến Huy bọn đấy Châu Khải Phong ui Lâm Chí Khanh đi đây
Châu Gia Kiệt. Tim. Cái gì? Tim anh không biết tim à? Tim à, tim vào tim rồi rồi. Tim gì? Đặt gì? Bằng Kiều. Select. Nguyễn Thuận. À, Bảo Anh. Tim thì có Minh Hằng. Minh Hằng rồi anh ơi. Minh Hằng rồi em ơi. Ờ, em chưa nói đấy là đây em nói thế thôi còn em chưa trả lời. Ơ cái gì? Mẹ vớ vẩn vãi luôn, tắt Minh đi. Nào đi mẹ, xanh chín. Xanh chín đi Quang ơi. Ai nói Minh Hằng ấy? Đen vậy luôn. Em. Cố lên. Ca sĩ Chê Linh. Rematic. Rematic à? Rematic. Cẩm Ly. Đen Vâu. Hả? Trần Lập. Đàm Vĩnh Hưng. Thì ok Lady Killer anh ơi. Ê, Tuấn Hưng chưa ai nói. Anh Quang Minh. Quang Minh. Nguyên. Có mà. Nào em ơi, có Quang Vinh thôi. Quang Minh là ai? Quang Minh là ca sĩ nào? Quang Minh là ca sĩ nào? Sạch cái anh Quang Minh là ai vậy? Quang Minh là ai vậy? Quang Minh là ai vậy? Vậy luôn. Không cũng có Quang Minh nhưng mà không có ông này mà. Nhưng mà đéo ai biết đi mà. Đéo ai biết hiểu không? Đi có tôi trước trận đi chứ mà đi đi. Rồi rồi ok rồi nhá. Rồi nhá. Có. Con mẹ. Dù đi. Tiếp đến đi, tiếp đi. Dạ đi coi. Ờ được. Bố béo. Snack, chen snack. Cắn kẹo hít kê. Đẹp luôn. Nào ngoài không nhắc đi mẹ. Nào. Đâu được. Rác. Rác cây xe. Nó là rác, không phải là rác. Rác à? Rác. Cây ICM tính ca sĩ ông anh có không? Không. Không. Đấy là producer thôi. Ngọc Hà. Trọng Tấn. Sầu lý nữa. Sầu thế nhờ. Trường Vũ. Phạm Trưởng. Đúng. Ồ, được quá nhỉ. Đăng Khôi. À Đăng Khôi nhầm nhé. Có một tên không ai nhớ. Được. Xuân Mai. Mẹ Xuân Mai đi mẹ ca sĩ vãi lùn. Đúng. Ông Cao Thắng. Được. Kìa Cao Thắng đi mẹ luôn. Luôn. Một cặp luôn kìa. Đông Nhi không à? Biết rồi. Rồi. Muốn biết rồi. Muốn rồi. One B Tướng Anh. Đúng. Xác. Con bị Tuấn Anh à? Ôi mình vừa nghĩ ra từ gì nhở? Đổi man rồi. Thật quên đấy. Phương Ly. Có một tên đúng, mà không thấy à? Không ai nói Phương à? Ly, Phương Ly à? Phương Linh. Chị Phương Ly luôn. Có. Mr. Sido. Anh Phúc Cọp. Phúc Cọp là anh Ngư Ngọc Phúc đúng không? Chết mẹ mày luôn. Mẹ mày. Tú nói rồi. Nói rồi. Tú nói rồi. Tú rồi sao nó Tú đéo biết nhờ. Nhạc như mặt Tú ngơ ngác quá luôn ấy. Confirm mà, có phát nó ghi lại mà, yên tâm. Rất ta ti. Ua, Mỹ Tâm. À. Mày cứ bị nói trùng, nó cay mày. Phải nhớ. Nhiều mà anh. Bao nhiêu người mình hay nghe chứ ai kể. Bộ Mỹ Si. Đúng không? À, Pháo. Đấy, ui dồi, dễ không? Nào chưa 10 nhờ. Này. Để đến nghĩ xem nhớ chưa là nó hẳn. Nhưng mà thề. Nào. Big Daddy đi. Đấy. Big Daddy thì. Sao bị trục. Big Daddy thì. Chị cả. Chị cả. Hòa Minh Di. Hòa Minh Di thì. Đúng. Hòa Minh Di thì. Bon. Thì. Không, từ. Emily. Harry Won. Thành. Eric. Eric thì. Nhớ được đi. Ui điểm coi mẹ vãi luôn nhờ. Đức Phúc thì. Thì. Địt mẹ bộ đấy hết rồi, bộ ba đấy hết rồi. Đúng. Thì. Con. Con. 10, giải áp lực. Đếm đây. Mà mình biết rồi. Nói rồi. 8. 7. 7 6 Ờ, Đinh Ứng Phi Trường, đi con mẹ. Ôi giời ơi. Trời vãi lồn thật. Quân AB. Anh Quốc Khoa.
Ai có? Huawei. Đó là thằng Tú nói đi rồi. Đây IP. Huawei khác. Đây quần IP. Huawei. Nhưng mà thằng Tú đã nói đâu? Tú ở quần IP rồi. Tú nói quần IP rồi. Thằng Bông Mai chết rồi. Big Daddy nói rồi. Ừ. Ừ, tắt cam đi. Nó vừa nói Big Daddy à? Vâng. Thế nó chết là đúng rồi. Đi phải Huawei phải có Caric. Caric thì phải có. Ai nói vậy? Chưa nói, chưa nói. Caric thì phải có. Caric có ai? Đéo biết. Có 10 này. Nghĩ khác đi, đừng kệ, đừng theo vào nó. Lily. Được, Linh. Ờ, rồi. Giao Linh. Linh Ly. Ừ. Châu C. Giang Hát. Cái gì? Giang Hát, Giang Hát, Giang Ghét, Giang Ghét. Đúng rồi. Ách. Cancho. Cái gì ta? Cancho cái gì anh không thấy nhắc. Cái gì ta? Làm sao nó biết được, đéo bao giờ biết được luôn. 10. 9. 8. Ông nào hát? 7. 6. Di Mạnh. Di Mạnh nói rồi. Không, chưa Di Mạnh đã nói rồi. Chưa Di Mạnh. Rồi, em chưa. Bạn ai? Di Mạnh ai? Ai nói? Snake. À, Snake nói bao giờ giờ? Nó bao giờ giờ? Rồi. Nói từ lúc mai rồi. Cái gì là cắn kẹo ít ai hết kè công an bắt đấy. Ờ, đi phải rồi. Tiền đây rồi. Orange. Phục Du. Phục Du nói rồi. Đi rồi. Nói rồi. Ai nói? Bùng Mai nói. Linh đây, nhanh, con kịp đi giúp đầu luôn. Thề nhiều quá luôn. Ăn được bàn thì phải gom vốn cho chị đắt. Di Mạnh chưa, em thề. Đó rồi. Anh Quang nhắc như vậy mà anh không có nói. Không, nó nói trước. Nó nói trước khi anh nói mà vô. Xong anh Quang mới hát. Anh xem nghe cười gì đấy? Tóc nó quen. xem nghe bật cao xem nào. Hiểu lên bật cao lên nào hiểu? Hiểu bật cao lên nào hiểu? Đang học nhóm mà. Chờ tí. Ok nhá, em donate nha. Cài rồi rồi nè. Sáng như vậy rồi. Ừ, sáng thế rồi. Sáng thế rồi mà. Đâu nhỉ, chưa đến tiền nổ đâu cả. Địt mẹ các em đâu hết rồi. Rồi mà anh, rồi, em rồi. Đợi tí là thấy tiền ngay. Ôi, để mẹ vui phết đấy ạ, chơi trò này được ấy. À, em nghĩ là một trò này hay vãi lộn anh Độ. Trò gì nữa? Bây giờ nhá, hôm sau em sẽ sắm cho mỗi người một tập giấy A4 hoặc là một cái bảng. Xong rồi một cái bút vẽ. Xong rồi anh em mình như này. Ví dụ nhá, em sẽ là một người lấy một cái đồ vật, lấy một cái đồ vật ra chẳng hạn. Xong rồi vẽ, từng thằng vẽ rồi à? Em vẽ, xong rồi thằng Bô sẽ quay lưng lại như này, đúng không? Khi nào gọi thằng Bô quay lại, thì thằng Bô quay lại nhìn cái đồ vật đấy, xong thằng Bô vẽ, thằng Nhím sẽ quay lưng. Thằng Bô vẽ lại cho thằng Nhím vẽ lại cho thằng Bông Mai phải vẽ lại cho anh để đoán thằng đáp án đúng, kiểu như thế. Đấy, chia làm hai đội, chia làm hai đội, vui vãi lồn thề, chia làm hai đội, 10 người, đủ chơi mà. Mình chỉ cần quay mặt về sau thôi là được. Khoan, xếp tóc đó kìa. Qua đây xem, để qua đây xem tóc kìa. Đi con mày, nó gọi cả vợ mày ra xem tóc mày kìa. Tóc chất mà anh. Đây rồi. Ôi, gỡ vốn vãi lồn đít con mày. Em donate rồi đấy anh được. Rồi, nhận. Ý thức thôi, đi bạn mà tự donate thôi. Chưa thấy em nhím đâu nhở, em nhím donate chưa nhở? Em donate rồi mà. Vâng, em mới làm anh ạ. Thế với anh Quang nhìn giống thằng này kinh khủng luôn ấy. Thằng nào? Ủa, thằng Hiếu chưa đi nhuộm lại tóc à Hiếu? Chưa đi nhuộm lại tóc à? Cho mọc ra, tao cắt hết đuôi ngắn rồi. Đợt nhìn mặt anh tròn hơn sao ấy? Ừ, dạo này nó béo vãi lồn ấy. Tròn vãi lồn. Mày mập lên rồi. Mọi bọn em anh xem em ơi. Hả? Thế bây giờ đã báo. Ê, bây giờ là nói về nghề nghiệp. được anh ạ. Kể các nghề nghiệp. Đấy. Phò tính về nghề nghiệp không anh? Có chứ, điệt mày lấy lỗ làm lãi đấy em. Nghề vãi lồn nghề. Sao trông thiếu thằng nào nhở? Thằng Tú không chơi nữa. Mình chơi tiếng Anh đi, chơi tiếng Việt khó lắm. Đéo chơi tiếng Anh, địt mẹ đéo ai chơi mày. Tiếng Việt khó. Không, bọn em cho phép anh nói tiếng Anh nhưng anh phải dịch sang tiếng Việt cho bọn em. Là được. Ok, rồi. Nhưng mà nói chung là chết nhá. Anh xem nói chung với người nói trước là chết đấy nhá. Ok. Mỗi ván 50, ok, bắt đầu từ anh luôn đi. Đảo vòng đi. Nói về nghề nghiệp nhá. Kế toán. Ok. Ok. Ủa, nói từ ai vậy? Từ anh xem mày đấy, thấy anh đó. Ngược lên.
Nghề ngửi nách. Cái gì? Nách là nghề lôn gì? Chọn Google đi. Có cái đó mà. Lôn nghề ngửi lách. Nghề lôn sao có nghề ngửi nách? Em mà nói mà. Ôi. Nghề nào ai cũng có. Nghề đàng hoàng. Nó mấy nghề kiểu đó. Nghề đàng hoàng anh ơi. Ai cũng biết mấy đứa làm nghề mút móng chân thì mà có luôn á. Bị em nói mà. Lại đây Flex. Làm được hết. Lại đi. Nghề đúng không? Nghề móc cống. Ừ. Nó cũng là thông cống nha mọi người. Gọi là thông hút 7 phút đấy nhá. Thế là bỏ thông hút 7 phút đấy nhá. Chung lại với nhau đấy nhá. Thợ xây. Giáo viên. Kỹ sư. Sửa ống nước. Bác sĩ. Ồ đấy mình chưa. Là chưa đâu, đấy thằng bô, từ. Ờ bô à, bô đi hướng nào vậy? Xin lỗi nhá, tắt cam đi. Không nhưng mà đến em xong rồi đến anh, đến em. Đến em đến anh đúng không? Ok. Từ dưới lên trên. Bô. Ờ, trên cái list này ok. Bang bồng. Nghề của mẹ nó luôn đít mà. Bán hoa. Bán hoa. Sashimer. Ừ, thì bác sĩ rồi, nói rồi đó. Rồi, bác sĩ. Snack. Bác sĩ thì nghề ca sĩ. Ca sĩ. Sửa điều hòa. Sửa máy tính. Không sửa. Dancer. MC. Giáo viên. Chết mẹ mày luôn, rồi, giáo viên nói từ đầu rồi. Giáo viên tao nói ngay vòng 1. Giáo viên rồi. Thôi. Cam đi. Đi coi mất mãn mày luôn. DJ. Đúng. Producer. Sex shop. Đi. Cái gì? Bán đồ sex thôi. Có gọi mà. Nói chung là bán hàng. Nói chung là người bán hàng. Người bán hàng đúng không? Thì tính đúng không? Ok. Rồi. Nghề mà anh... Nói thì nó hơi bị trụ riêng quá, phải nói chung chung tí. Để fireman biết mà đúng không? Fireman là gì ta? Cứu hỏa. Cứu hỏa. Ờ. Đúng. Ok. Anh nhắc cái Snake kia. Snake. Người giữ xe. Giữ. Bảo xe tính là bảo vệ đây, tính là bảo vệ đây. Ừ, tính là bảo vệ đây. Điều dưỡng. Điều dưỡng thì Thì 10. Y tá. Gì đó. Đánh giày anh. Đánh giày vẫn mua game mà. Được. Bộ béo. BT game. Rồi. Tài xế. Thế. Cảnh sát. Ờ, đi mà cảnh sát thế nào nói nhờ, vãi lồn thật. Cảnh sát cái gì nữa ta? Giám đốc có được gọi là nghề không mọi người? Không. Cây nữa luôn. Căng. Anh Quang kìa. Anh đang nhìn vòng nhà có gì không đặc biệt không để nhớ. Ừ, anh nhìn thấy rồi đấy. Mười. Phi công. Phi công rồi mà, đúng không? Chưa. Thợ may. Đúng. Được. Hay. Thợ may à? Nghề gì nhỉ? IT. Được. IT là lập trình viên các kiểu ấy hả anh? Bán sách. Đi mà đừng nói bán hàng rồi. Bán hàng rồi ba. Thì luật sư. Đúng. Cái đít con mẹ mày đang định nói vãi lồn thật. Đúng rồi, luật sư ấy ạ, đít con vậy. Vừa nghĩ ra cái lồn gì nhỉ? Mời. Từ từ địt bạ trên em ơi, phải để cái tắc nghĩ mấy giây chứ. À, trước anh làm gì? Chín. Chín. Tám. Thiết kế, 7. Có thiết kế chưa? Chưa đúng không? Rồi. Mày quá. Nguyên thủ. À, đây là. Nguyên thủ cũng thành nghề rồi đấy, đúng rồi đấy. Kiến trúc sư. Kiến trúc sư ở đây ta nói nghề thiết kế thôi còn đéo nữa. Thiết kế và kiến trúc sư giống nhau mà. Anh thiết kế hay không? Thiết kế là designer thì sao? Nhưng mà bây giờ em nói vậy, thiết kế điện thoại, thiết kế đồ móc tai, thiết kế váy, thiết kế cao su, thiết kế đồ cắt lông mũi. Anh Quang ơi, em nói kỹ sư thôi. Kỹ sư nó cũng đâu có liên quan đâu nhỉ? Kiến trúc sư giống nhau mà. Kỹ sư và kiến trúc sư. Ê, cho em cơ hội nhá. Được cơ hội không? Không. Không. À được. À tư mọi người. Vốt tổng thể.
Thôi rồi, không sao, xanh chín. Có thể kể đến mình à? Không ai ngờ. Đau đầu thế chứ. Dancer. Chết luôn, thì mẹ dancer nói rồi. Cai ngục. Uầy. Cai ngục, nghề thế giới. Cai ngục cũng là nghề mà. Nhà sĩ. Nhà sĩ cũng tính là bác sĩ mà, phải không nhỉ? Đúng, khác, kiểu khác hoàn toàn. Về răng mà. Chuyên viên nước hoa. Chuyên viên nước hoa. Không, từ từ nhá. Không phải chung cung là mấy bán hàng rồi. Không phải bán hàng mà có bọn nó chuyên địt mẹ mà phân tích với cả pha chế nước hoa, nó khác hay mấy khác chứ. Thì phải là pha chế nước hoa. Đúng rồi. Ừ thì đấy. Anh nói nó sẽ thôi rồi. Đấy cũng là một nghề mà. Tổng thống. Phải gì? Có nghề tổng thống địt mẹ phải luôn. Được lương mà, được lương. Đấy chuẩn nghề anh ạ. Tổng thống là nghề mà. Thế thì địt mẹ giờ chúng nó nói địt mẹ nghề thứ trưởng, nghề bộ trưởng ra. Không, cái đấy gộp chung vào là công chức nhà nước. Đúng rồi, em công chức nhà nước. Tem à? Ờ. Xem bói. Xem bói là nghề á hả? Đúng, đúng. Có mà. Nè, mới mất 500 ngàn xong. Đừng liếm môi lên Tú ơi. Đang nghĩ. Đếm đi. 9 8 7 6 Thợ điện. 5 Thợ điện nói rồi sao nhở? Đúng kỹ sư đấy. Chưa đúng thợ điện. Thủ công mỹ nghệ. Cầu thủ bóng đá. Ui. Ở dưới bóng rổ kìa. Với cầu thủ thôi, mẹ em thêm bóng đá luôn đi. Thì đùa thôi. Vận động viên. À cầu thủ à? Vận động viên, đấy là vận động viên. Đấy là vận động viên hết. Thợ mộc. Rồi. Chưa. Nhà văn. 10. Nhà văn có tính là nhà thơ, à nhà văn nhà thơ chung anh ạ. Mà đã nói chưa? Chưa nói đúng chưa, không? Chưa. Phi anh ra. Ồ. Hay lắm. Thông dịch viên. Thông dịch viên á. Địt phải bắt đầu đầu mới luôn. Mười. Thám tử rồi. À? Còn đấy. Thiếu biết tập viên được không anh? Cũng là nghề được. Mà. Được. Thợ xăm. Ui. Đúng. Ui. Phóng viên. À. Editor. Mấy cái không, nó khác nhau chứ. IT rồi. Đây tờ tính ai kinh á hả? Đâu. Tiếp. Thổi kè đám ma. Khóc thuê nhá. Khóc thuê đúng không? Đó. Thế có nghề kết hoa đám cưới không? Có chứ còn đéo nữa đúng không? Vừa nãy bảo cho thuê đồ cưới đấy anh. Cho thuê đồ cưới với kết hoa đám cưới khác nhau đi mẹ. Thôi coi như là làm đám cưới đi, tổ chức sự kiện đi. Thực ra là thường thường là mình sẽ tổ chức dùng sự danh kiện từ luôn đi. Mình dùng danh từ để mình nói thì chuẩn hơn. Tổ chức sự kiện đi là hợp lý rồi. Thì đấy, tổ chức sự kiện cưới đấy. Nó gọi là cái gì nhỉ? Planning wedding à hay cái đéo gì nhỉ? Wedding planner. Wedding planner đúng rồi. Hôm trước vừa xem người ấy là ai có ông làm nghề đấy còn gì nữa. Ừ. Cái gì cơ? Bông mai bảo gì cơ? Vệ sĩ. Vệ sĩ với bảo vệ khác nhau không? À khác chứ anh. Ừ. Tem à? Ừ. Thợ rèn. Địt mẹ thợ rèn có chưa nhờ? Chưa anh ơi. Thông đấy nhờ. Mọi người lại vào nộp tiền đấy à? Từ từ mọi người đừng nói nha, đang tập trung nhá, tí nữa nói nhá. 10. 10. 9. Vệ sinh giày có làm nghề không? Có đúng không? Đánh giày rồi. Bye. Đánh giày vệ sinh rồi thì bạn làm một rồi. Bỏ đây. Thì em hỏi em là đổi khác thôi. 8 9 7
ảo thuật gia. Rồi được rồi. Vãi cả lồn nhở, địt con mẹ. Ô, thằng kia chưa chết à? Thằng bố mày chết chưa? Chưa anh ơi. Chưa. Điện à? Em bị con mèo đạp ổ điện. Vãi lồn. Con mẹ vãi lồn nhở. Thế mày tự nhiên nó làm tao mất tập trung vãi lồn đấy. Đến ai nhở? Đến bố mày đúng không? Đến anh mà. À đến anh à? Mười. Tứ chưa gì ạ, đếm mà thằng kia làm tao mất tập trung. Địt mẹ. Đúng rồi, đếm chứ để nghĩ lâu thế. 10 đến 6 rồi đấy, đến 6 rồi đấy. 10 10 đi, đến 10 đi. Hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch. Được. 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 Bác học, nhà bác học. Ờ được. Nhà khoa học à? Căng. Đi ra trả lời xong tắt đi xong lại bật lên trả lời chứ. Đang bật máy sao anh ạ? 10. Alo alo. Giới bất động sản. Đúng không? Đến thì nhiều nhiều vãi đái vừa có thôi anh cứ gì à trời không biết có chưa nhạc sĩ chưa rồi rồi chưa đấy ta định bảo là vừa có nhạc sĩ vào kìa nhạc sĩ rồi đúng không nhạc sĩ rồi nhỉ rồi em nói rồi. Em nói bán khô gà. À kể là kể tên à, đúng không? Chứ phải nối từ à? 10 9 9 8 Đạo diễn. Đạo diễn rồi. Đạo diễn nói rồi. Ai nói? Có người Phát nó có ghi lại anh ơi, Phát nó có ghi lại tất cả những cái nó nói. Em ghi một lít này anh rồi. Đi còn mẹ mày nhọ thế. Đến em đúng không? Đến em. Mười, chín, tám, tám, bảy, bảy, sáu, sáu, năm, tám, bốn, trường hợp, phóng viên. Phóng viên rồi. Phóng viên có rồi. Tắt điện. Phải tự chết này. Có phải chết này. Tự hủy. Tự hủy đây, tự hủy đây. Đây có nghề khiêng hòm không mọi người? Nghề khiêng hòm. Factor rơi. Factor rơi á. Nói chơi rồi cũng là nghề đấy, đít mẹ đúng rồi. Bốc sinh. Vận động sinh là đi vận động viên con mẹ rồi. Vận động viên rồi. Ôi, đi đổi khác. 4. Cơ trưởng cũng là cơ trưởng. Cơ trưởng là cũng là con tài xế rồi. Quang vừa nói rồi. Quang vừa nói phi công. Mấy bác mà anh phải ở đâu? Không, anh vừa nói phi công rồi. Thì anh lên nhanh đấy. Thế thì thu vậy. Thế ý mày là cơ trưởng bay ở trên ba hay là cơ trưởng bay ở trên máy bay? Đấy ơi. Cơ trưởng. Chưa để điều đó từ khác nào. 9 8 7 6 5 4 Vẽ. Họa sĩ rồi, họa sĩ nói rồi. Rồi toàn thịt còn bạn. Địt mẹ. Mày quá lại ăn được quả nhất còn gỡ lại được tí địt con ạ. Nhiều từ quá rồi. Yeah, cuối cùng. Ô thế cái list này em viết dài vãi cả đi à. Chơi để nghĩ ra chơi cái gì tiếp đã bạn. Địt mẹ, hôm nay toàn hoa quả, các loại cây cối các kiểu là xong mẹ hết rồi. Còn vật các thứ rồi. Bằng sắt à? Nó sắt anh em nghĩ nhiều đầu á. Địt mẹ đau đầu ấy luôn tí. Anh ơi, đâu rồi? Linh đâu rồi? Có người là chat lại những cái quả mà vừa rồi mình nói rồi ấy, đi à, người ta nói rồi ấy. Lú vãi luôn. Đây phải nhớ cơ. Bè chơi đồ vật nhá. Đồ vật á. Đồ vật. Ok. Đồ vật nhá. Ok. Từ donate thằng donate thằng ai nào. Tới nhá, ai chơi thì phổ biến lại luật nhá, thua phát tắt cam đi, xong rồi là tí nữa thằng nào thắng thì donate cho thằng 50.000, được chưa? Ok. Ok nhá. Anh chờ đánh rồi Linh rồi nhá, hay quang rồi nhá. Anh rồi nhá. Anh rồi nhá, Tú rồi nhá. Đâu lên em đâu? Đấy lên em biết có đây. Đâu lên cam đi, ai chơi lên cam đi nào. Thằng Piu chơi không? Ăn cũng chơi được mà bạn. Ăn cũng chơi được mà anh Piu, quan trọng gì đâu. Thế em thắng một trận mà sắp hết rồi này. Ôi thằng Nhím nó trốn rồi. Nó bắn một ổ bánh mì chứ gì đâu Piu. Thịt mà thằng Nhím đâu rồi? Bánh mì mày bị điên à, đang ngồi ăn mày hiểu không? Thì sao đâu? Ở đâu anh ơi, em ăn mà. Răng mày đâu xấu đến mức độ đấy mà phải lo. Bóng mai đâu rồi? Em donate rồi mà. Bạn đi anh Bill sao đâu? Lên kiểu gì thôi. Có cái video anh. Thấy chưa? Chưa thấy đâu cả. Thấy trên internet. Hay rồi. Còn ai nữa nhỉ? Người tắt cái OBS đi.
từ từ anh đang stream. Ờ có đang stream à? Đang stream thì anh phải cắm 2 cam mới được. Dạ. Nhận 1 cam thôi. Đại khái là đang xoay xoay là có anh nhá. Ok rồi, đang xoay là có anh nhá, đang xoay là có anh nhá. Rồi. Ui, quả phòng ấy trông hoành tráng vậy đấy nhở. Quả phòng triệu đô vậy. Ừ, trông có vẻ nhiều tiền vậy đấy nhở. Đi vậy, nhìn lại cái phòng mình rách vậy đấy, thề đi vậy. Chết phòng này thì chết. Tới anh nhở, tới anh nhở. Tới Quang đi. Quang đi anh ơi. Đồ vật à, đồ vật à. Đồ vật đúng không? Nhiều lắm. Rồi, ok nhá, điện thoại. Thề đi vậy, quả phòng của... Đi bố béo. Điện thoại á. Cái gì đăng kẻ là gì nhỉ? Đồ vật. Máy tính. Đồ vật anh ơi. Mọi người nhớ nhá, nói chung là bị loại luôn đấy. Tay cầm. Tay cầm chơi game á? Vâng, tay cầm chơi game. Đồ vật tay cầm à? Tay cầm đây. Điều khiển. Tú. À, là ok. À. Ông hút này ăn ướt nhỉ? Em không nhớ. Miệng kia ướt đấy nhỉ? Đến tao đúng không? Ờ, đến mày đây. Cái ví. Rồi. Tần ếch. Ờ, khuyên tai. Khó thế. Phải sợ nói chung ý. Sợ nói chung. Cái bát á. Được. Bát ăn cơm mà. Cái bát. Ừ, đồ vật gì nó bắt đầu. Không, đang hỏi lại thì lần sau để nói lại cho đỡ chung. Bát ăn cơm à? Bát ăn cơm đúng không? Quay ly gạo. Có thằng Phát nó ghi lại. Cái chén ở trong Sài Gòn là giống cái bát ngoài mình đúng không? Đúng rồi, không tính. Anh đi xem e. Đó, tưởng virus mà. Virus xong rồi. Cái bát rồi, cái bát. Cái móc tai. Cái lấy giấy tai. Cái gì trước mặt thôi. Đến em đúng không? Ừ. Uầy. Cái bàn phím nè. Nhím đồ nét đè, đừng đông nha. Cái bình nước. Nhím có chơi không? Hết mai hả? Bộ mai. Chơi không thì lên cái cốc. Có chuột. Sẽ khoảng 5 có chuột này nhá. Có chuột này nhá. Cái kia. Rồi tí nữa sẽ hết, rồi tí nữa sẽ trùng. Cái đũa. Hay là bây giờ yêu cầu mang đồ ở phòng mình ra nhở? Kiểu như thế. Tăng độ khó ấy. Snake. Cái kem. Bà đất. Bà đất à? Đâu, cứ nhìn cái theo cái cam ấy, từ trái qua phải, trên dưới, cứ thế thôi. Cái thớt. Mày. Kể hết trong cái bếp này. Rồi. Con lửa. Để sẵn luôn trước mặt luôn là tất cả đồ mình có thể dùng. Con lửa. Mặt kính. Mà cái này sáng, bố mẹ sắp xong rồi ấy. Con anh ơi, cái con ngủ bố mẹ đấy, anh ngủ. Cắt vòng tay. Cái giấy vệ sinh. Con giấy vệ sinh. Em để lau tay. Cái để tay nghe. Giá đỡ tay nghe đúng không? Giá đỡ tay nghe. Sai loại nữa. Select. Sai kéo thì lấy kẻ đúng rồi nhá. Gấu bông. Để sẵn cả đống đồ trước mặt luôn đó, đảm bảo không bị thua. Đất vào đất. Ok, tem đánh răng. Răng. Lạ đỡ trùng. Anh nhiều đang nhìn gì dưới kia mà. Anh nhiều đang tìm. Lẹ đi, lẹ đi. Hiểu. Khẻ nhớ. Vài đầu. Mô hình. Bố bạc ở đây. Cái này nhiều bạc. Cái điện thoại mà phải vãi lộn. Quạt. Ông Mai. Cái quạt anh ơi. À lúc. Rồi. Anh Độ ấy. Giấy ăn. Giấy ăn rồi. Ô thằng im à, từ nha. Thằng kia là giấy chùi đít, tao là giấy ăn. Nhưng mà đều là giấy nhá. Ờ thế thì từ chấm trước một phát nhá. Từ chấm trước phát nhá. Rồi chấm trước phát nhá. Chấm trước. Thằng nào mà có giấy trên bàn chẳng bây giờ dùng nó. Quả bóng. Rồi. Cái kính. Ủa. Kính chết luôn, địt mẹ kính bô béo vừa nói xong. Kính mới xong. Rồi lắc cam vậy. Hồi ăn vậy. Quá buồn. 3 lít rồi.
Cái để mà không phải là máy tính, cái máy tính ấy. Cái máy anh phải nói tên cái đấy ra, anh không mày phải nói tên ra chứ. Anh nói thế bọn em nói rồi. Calculator đấy. À rồi, cái máy tính. Rồi, cái máy tính. Chai dầu thơm. Nước hoa rồi. Anh máy nướng bánh. Bánh lò nướng, nó là lò nướng, không lò vi sóng với lò nướng khác nhau nhá. Không, cái máy nướng bánh là cái máy nướng của cái bánh thôi. Rồi đấy, đấy là lò nướng rồi. Lò nướng. Tính chung là lò nướng đi. Cái này là cái gì? Cái chân cam. Cái chai pot. Chân cam. Cái chai pot. Cái cúp. Đấy. Cái mứt. Cái gối. Gối chết. Gối ai nói chưa? Phát. Chưa. Thấy gối chưa. Không? Để anh đội. Cái bút. Ừ, bút hình như nó có gối nhỉ. Chưa. Cái màn ở trong này gọi là cái mùng ấy. Mùng. Ok. Rồi. Nhiều lắm. Địt mẹ mày cái vật, sáng. Đồ vô vàn, nhiều đồ vật lắm. Đồ nhiều thật anh. Không địt mẹ chơi đồ vật nhiều lắm. Không chơi các loại hoa đi thì phải chơi hoa còn dễ hơn với cả nó ít hoa, hơn ấy. Lên search Google nhiều vãi lồn. Đéo chơi search Google, đéo ai chơi thế. Chơi bẩn vãi đái. Bây giờ chơi là lấy đồ trong phòng ấy, lấy đồ trong phòng của mình ấy. Điên à, cái đồ thằng nào phòng thằng nào nhiều đồ hơn thằng cái thẳng cả. Điên à. Đúng rồi, hai đứa thẳng rồi. Rồi sách toy rồi các không, thứ. Nhưng mà có những cái đồ mà người khác không có. Ví dụ là gì? Thôi bây giờ chơi 64 tỉnh thành hợp lý nhất, nhưng đừng chơi search Google nhá, chơi Google bẩn lắm. 64 tỉnh thành. 64 tỉnh thành Việt Nam. 63 chứ anh? 64 chứ. 63. 64 là cái lồn gì? 64 tỉnh thành. À đấy, nhưng mà thằng đúng Hiếu rồi. Đéo biết. Điệt mẹ. Nó khó lắm anh ơi, em cũng đéo biết. Tên bài hát á. Điệt mẹ vãi lồn. Thôi chịu cái đấy thì em cái đấy chịu điệt mẹ, chắc virus ăn mẹ rồi. Nhạc sĩ. Hay là hát đối từ đi nhờ. Không, mà lại chơi nối từ tiếp hợp lý nhất. Ờ, nối từ đi. Nối từ hay ấy, nối từ kiểu nối từ đóng mà nối từ giảm tiền xuống anh ạ. Được, bọn em nhắc cho, bọn em sẽ châm trước cho anh mà. Mỗi thằng năm xích thôi. Nối từ lên nào. Hay nối từ cũng nhanh lắm. Nối từ lên nào. Nối từ ví dụ như tao bảo là đầu buồi, xong mày bảo là buồi to, xong thằng kia bảo là rồi đấy, cái đấy tao chơi được, tao chơi đấy nhiều tao thua. Mà tao không tiếng Việt không đủ biết. À, khăn nước lưới lấy nước thế nhỉ. Chơi cái gì mà kể cả nó search Google cũng không hết rồi. Đồ vật thôi là kể vào. Đồ vật lấy ra kể đấy đâu. Nhiều quá, đồ vật nữa bị nhiều quá. Thế bây giờ kể món ăn. Món ăn thì không nhiều nhá. Được chứ nhỉ. Chứ bây giờ anh kiểu như là bún đậu, xào mắm tôm chẳng hạn. Đúng không? Không, những cái món như thế. Ví dụ như là kể những cái món chung chung thôi, anh hiểu không? Món phổ thông thôi. Chứ mấy món kiểu địa phương nhiều quá, lạ quá, không biết được. Nó thôi cái đấy nhiều món ăn nhiều lắm đây thì đây đảm bảo tao thắng ok đừng Google tăng hết mẹ thôi kể hẳn món nước ngoài luôn cũng đéo được địa điểm nhiều chơi lắm, đi món ăn nhiều địa điểm lắm chơi đi địa điểm giải trí đi địa điểm chơi á đi mà thế thì thằng điểm chơi hả ui 166 đéo biết tao đi chơi rồi đâu tao ngồi nhà không nếu mà thắng chỉ có gọi tên gái gọi Sài Gòn thì nhiều nó thắng thôi thôi hay bây giờ đi địa chỉ biom đó bây giờ ai biết được tỷ số đúng không đó ai chỉ đi ra thành tao chịu tao thua rồi đấy tao đảm bảo mày không thua thì mà tao biết được mấy cái thì tên quốc gia thì sao các quốc gia tên các nước nó cũng không bây giờ chơi lại nghề nghiệp đi chơi lại không nghề chơi rồi nghề nói hết rồi nãy chơi quả cũng hay nhưng mà quả nói mẹ rồi bây giờ chơi củ củ ít lắm coi là cái gì vậy ta nãy mà tôi chơi kể tên ca sĩ buồn cười và đái thề nhiều vậy đái ô nè nãy đéo sao mà kể virus để về mình nhớ đi phải không phải có gì nữa nghề vãi trưởng tên nhân vật mặt hình coi biết nhiều không nhỉ ông người mặt hiểu anh đây ít đúng không cho hóa đồ vật tên gì mọi người tải cái lúc mà chảnh chơi rope and six PROP không thì có mẹ mày kể tên JIV actress thế thì tao thắng rồi mày. Đâu mày chưa mày coi thường bạn mày quá tao có một ổ địp mẹ mày 10T tao chỉ để địp mẹ diễn viên Nhật thôi toàn 4K
Đó anh về đây này. Thấy chưa anh về đây? Thấy không, thấy không? Hay là cái tên mấy môn thể thao đi anh? Ui, được đấy anh ạ. Nhiều đấy. Không nhiều. Địt các bạn có thể thao, tao ít thể thao thì con mẹ mày. Thì ai biểu mày mẹ chân bé chân gà chi. Nhìn tao đi, tao thể thao không? Body thể thao lắm rồi. Đâu ai chơi nó lên cam đi mọi người ơi. Ui, đoát hết này. Tao cái này free à? Không phải mua à? Free anh ạ. Chưa, sao lại bắt đầu từ ai vậy anh nhỉ? Trên đường dưới thôi, cho nó dễ nhìn. Em nhá, bóng đá. Ui. Bồ. Bồ kìa. Ủa chạy. Các môn thể thao. Đánh gòn. Bóng chuyền. Cầu lông. À, bóng rổ. Bầu dục. Bầu dục. Bầu dục. Bóng bầu dục kìa, đi con mẹ ngu rồi. Bóng dục tiếp cả à. Đấy, cái môn thể thao bên Mỹ anh. Đúng rồi. Bóng chuyền. Đi mẹ bóng chuyền nó lúc nào? Thể bạn vô lý vãi lồn. Vừa bóng chuyền sao rất thảo. Em vừa nói đầu tiên rồi. Thế là ai nhỉ? Tờ vua. Ôi thôi. Đem anh. Con đến, bây giờ đến ai à? Bây giờ đến anh ạ. Đến ai à? Đến anh đúng không? Vâng vâng. Cờ vây. Anh đừng có câu giờ. Đi mẹ đéo biết đến ai thì cờ vây. Bơi lội. Mọi người cái môn polo là gì nhỉ? Polo rồi. Polo anh biết polo là gì rồi. Polo anh biết polo rồi. Nó polo rồi. Rugby. Cái lồn gì? Rugby là cái lồn gì? Rugby đó. Rugby là kiểu giống American football nhưng nó khác tí. Đó. Rugby thật mà. Là, nhưng mà anh miêu tả trò chơi như nào đấy anh? Nó rugby tiếng Việt là cái gì nha? Rugby. Nó là bóng bầu dục ấy thì bóng rugby đúng rồi đó, thì bóng rugby thôi. Bóng bầu dục á thì tắt mẹ cam đi, thằng kia nói rồi. Bảo không, nó bóng rugby. Khác hai xoan. Chết rồi. Phải thế đi. Chớp thôi. Thôi để em này. Có. Bóng chày. Chày à? Đu xe chết rồi. Rồi. Chết luôn. Điền kinh. Rớt bê. Trượt tuyết. Anh view kìa. Nhảy xa. Nhảy xa. Olympic mẹ luôn. Ừ, nhảy cao. Có thể thao mà, cứ kể. Ném sao. Được. Ừ, đúng rồi, còn ném sao. Thì Olympic hết rồi đấy. Ừ, bây giờ đang đổ Olympic. This case, cái mà quăng mà cái đĩa, quăng cái đĩa. Ừ. Làm đĩa, làm đĩa. Thấy dục dụng cụ. Trượt băng nghệ thuật. Yeah, Olympic phải rồi. Đi coi Olympic. Đấu kiếm. Hợp lý. Ui, đấu súng. Đấu cung. Đấu súng á. Đấu súng có mà. Bắn súng là một bắn súng đi, là một bắn súng. Đấu hoàng đi, có vài mấy lồn này, nếu liệp thì hả có. Súng bắn súng. Bắn súng, đấu súng, ok. Thì đấu điểm bắn súng. Hơi bắn nhau quá anh ạ. À ok, bắn súng. Đấu vật. Xiếc.
Siếc là đéo có thể thao đi mẹ mày. Siếc là giải trí đi cơ mẹ mày. Siếc đi cơ mẹ. Siếc là giải trí đi đéo nói nhiều đi cơ mẹ. Ông xin rồi, siếc có nên biết có. Đâu, giờ search Google này. Liền ngay. Đi cơ mẹ mày, siếc có phải là thể thao không rồi. Google này. Siếc. Nghe hơi vô lý. Hơi vô lý. Thấy chưa? Siếc thể thao này. Đâu, siếc thể thao đâu. Wiki tiếng Việt thể thao có nhiều trò thể thao được nâng cao tiết mục siếc như thể thao được công nhận là thể thao trên gọi là tạp kỹ nghệ thuật biểu diễn. Đó, được rồi sáng. anh em ghi nhận là thể thao đi, ok. Nhọc nhằn nghề siếc luôn, ok. Anh hiểu. Thể hình. Ok. Nói. Nhảy dù. Dù hả? Có dù lượn thể thao ấy. Cờ tướng. Chết mày. Đúng rồi. Cờ vua thôi. Chưa. À, mình nhớ một cái rồi. Thế đúng không? Bây giờ là cử tạ khác. Cử tạ có rồi. Rồi, tắt đèn đi. Cử tạ có rồi, có cử tạ rồi. Có cử tạ rồi. Tắt cam vậy. Mà lúc ấy. Đau thế. Đến đây à? Địt mẹ mày bốn này chắc chắn đéo ai biết. Chắc chắn luôn. Địt con mẹ mày quả bốn này, địt mẹ ở Việt Nam chỉ vài người biết luôn. Đẩy bi trên mặt băng. Wow, cái này hay biết. À, em biết đúng không? Ok. Đi cô mẹ quá. Đỉnh cao vãi lột luôn. Đẩy xong mà lau không anh? Cái trò chơi có vừa đẩy vừa lau mà lau liên tục mẹ luôn. Trò chơi có Ấn Độ nhỉ? Hockey à? Wow. Chơi Ấn Độ ấy. Hockey đúng rồi. Cười. Là hockey đâu phải Ấn Độ má. Có môn này mới được công nhận. Nhưng mà nó là thể thao được rồi. Hockey là Canada. À. Rồi. Bài đất. Poker. Poker. Thể thao là tá là. Tá là không thể thao. Poker, công là thể thao mà. Runner, 100m runner. Đấy là điền kinh rồi. Điền kinh rồi. Điền kinh có rồi. Chết luôn em ơi. Cam đi, xuống cam đi bạn ơi. Tao đéo biết điền kinh là cái gì đít mẹ. Kệ mẹ mày. Đây là những cái buổi học tiếng Việt cho anh ấy. Lướt sóng á. Có lướt sóng chấm điểm. Pencasilab. Đúng. Bắn cung. Việt Nam mạnh vãi trưởng luôn anh. Có bắn cung cho em ơi. Bắn cung chưa. Bắn súng luôn mà bắn súng. Bắn cung thôi. Đua ngựa rồi ra này. Okay. Chưa. Mới đua xe thôi anh ạ. Đố vật hạt tây. Đố vật hạt tây cái lột gì đít mẹ mày vãi lột. Nó cổ còn rét à. Nhưng mà nó là đố vật rồi. Đít mẹ con đố vật hạt tây à. Ông biết đít mẹ mày đố vật Hải Phòng. Ông đã xem đoạn đố vật Hải Phòng. Ông đít con mẹ mày tôi này bố cho ông xem. Đít con mẹ mày vãi lột luôn. Đấy là vóc của chiên. Thôi đít con mẹ mày đít mẹ mày đố vật Hà Nội rồi. Đít mẹ mày kêu. Bây giờ châm trước là anh nói lại một nghề khác đi, cái này nó hơi bị giống nhau quá. Ok. Có khác đúng không? Đẩy xa. Xa có thôi. Đẩy xa có rồi. Bắt cam bạn ơi. Thôi vậy. 4 người. Cái gì nhở? Chuyện bắt tin. Tin nữa. Chuyện bắt tin cũng là chuyện. Chuyện bắt tin thể thao ơ là thể thao mà. Mà em ơi em sống 1980 à, bây giờ ai đéo ai chơi patin. Ôi anh ơi có vẫn tính thế à. Tao nghĩ là mày lên off cam ấy đi con ơi. Đúng rồi đấy chơi patin thì mà lúc đấy còn sống ở Việt Nam em ơi. Cái đấy mà 26 năm trước mà mới chơi patin chứ bây giờ đéo còn chỗ nào mở luôn đấy. Còn mà nó có là thể thao đéo đâu nhở. Bây giờ như này nha Quang. Em có thể nói cho anh một chỗ nào mà trượt patin ngay ở Hà Nội ngay bây giờ thì anh chấp nhận cái đó. Bởi vì nếu mà nó phải là môn thể thao phải có chuyến chơi đúng không? Em phải biết chỗ một chỗ ở Hà Nội. Rồi, sẽ chấp nhận câu trả lời của em. Ok, đây để tắt cả. Với em đúng không? Treo thuyền. Treo thuyền đúng rồi. Treo thuyền là đua thuyền đấy á.
đưa thiền này là nói chung đấy, chung các bộ môn nó không kiểu sâu. SEA Games có, SEA Games có. Địt mẹ mày lại một bộ môn nữa thì con mẹ mày vãi lồn mọi người, địt mẹ à mày vãi cứt đây này. Phi tiêu. Phi tiêu. Địt con mẹ mày có quá. Thế cơ mà. Chạy marathon. Nó là nói chung là điền kinh rồi. Tính là điền kinh hết rồi. Đừng có chạy nữa. Thật cam. Chết luôn chứ còn sao nữa. Đấy, chung kết. Điền em có camera nhìn kỹ nữa nha. Anh Bill không có camera trong buồn cười. Anh đã biết đấy, anh tắt rồi, anh thử tắt đi rồi mở lại nữa. Chơi tính xác thực là anh có tra Google hay không? Đấy, anh stream mà, đi cơ mà. Đâu, bởi vì camera mày đang dùng rồi. Judo. Judo là cái lột gì vậy? Đâu có rồi, ờ, mày thích cái lát rồi nữa. Judo là vật rồi còn gì, hay hay. Đấu khác nhau chứ. Đấu khác thì mày giống nhau vậy, karate đủ thứ nhiều lắm em ơi. Mày đi jutsu, xong rồi jutsu, xong rồi mày nhiều lắm. Judo, karate, taekwondo. Để võ nữa nè. Thôi được rồi, link của anh đây. Cảm ơn. Từ anh cho nó cơ hội, cho nó cơ hội. Đá phò à? Anh thịt cơ mẹ mày, anh chuẩn bị có một môn nữa thịt mẹ mày, mọi người còn đéo biết được cơ đây này, em thịt cơ mẹ. Đá gà cũng là bộ môn đấy đâu mà. Nói đếm này, bao nhiêu lâu này? 9 8 7 5 4 nhớ được. 3 Thôi mình thua đi. Mình quên môn e-sport nhỉ. Để 20 giây rồi đấy. Ô, chúng mày có biết môn tát ở Nga không? Thì tát không? Đây, môn này cũng là thể thao đấy. Ok, Linh ở nha. Thôi chơi thể thao là nó phải cụ thể được nha. Pencastilat, judo, karate thế. Tính là võ chung anh ạ. Thế nếu gọi là võ xong thì hết rồi còn gì nữa. Hết rồi. Nhận cái gì nữa. Ôi, quang học sinh, mình xin cái mình. Ok, thế nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi thì mình xin phép mình đi ngủ. Mai mình... mình chơi tiếp đi, cô em thề. Ăn non quá rồi, chơi đúng kiểu ăn non luôn đi. Ăn non. Ông cần đấy, chuyển chơi đều hay đấy. Thế nhá. Ôi, đi bạn chơi tí, chơi tí có 3 giờ rồi, dã man nhỉ. Tốt bán đi. Còn gì nữa không nhỉ mọi người? 13 giờ hay nhá. Good night, chúc mọi người ngủ ngon. Còn đằng nào nhỉ? Còn đằng nào thiếu nhỉ? Chết rồi, sexy nào, Rambo, Punky, Bonnie, trên thằng lồn gì nữa nhỉ? Còn ai? Còn Virus hay sao này? Ông bị công banh thôi cả. Tôi Việt công banh còn cạc công dưới sao nào? Việt công banh đúng quá. À, Hiếu nó này, nhanh lên. Là đang lấy làm mật khẩu của cái pay play thu. Không là cái đâu, tôi thích cái đấy. Mạng cầu lô. 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 Cho thêm một môn nữa mà địt con mẹ nó lại vãi lồn này. Vãi đi mẹ mày khẳng định chức vô địch luôn này. Cũng là bóng đá nhưng mà có môn. Tao ném nó qua phòng khác rồi. Cho nó tự hỏi. Ờ phải nói là cái trên đầu ông là cái Blue Yeti đúng không? Đúng rồi. Nói cái mic đấy tôi thử ấy mà. Ông đang nói bằng cái mic đấy à? Đúng rồi. Nói gần vào tôi xem nào. Chắc lồn. Alo. Lột nào đá bị ra chó mẹ lột. Đây rồi làm kết ra rồi. Có tiền ở vui mà đi cơ. Ủa thế không chơi nữa à? Biu chơi đao cái nhập đồ vật thì chơi đi. Mày chơi trốn tìm không? Mày thích chơi trốn tìm không? Tôi đao rồi. Đi, chơi đấy đi. Bây giờ phải ngủ thật. Trốn tìm là cái gì? Trốn tìm là cái gì? Đau rồi, tối hôm đó bảo đau rồi, đau xong. Chơi đi, cái gì? Một cái về ông em sao mới con ấy. Sớm thì đéo rủ đi mà toàn 3 giờ sáng mới đi mà giờ đang phịch nhau rồi đi mà phang gái các thứ thì lại rủ. Đi lồn đệt mẹ mày bệnh hoạn. Con người. Mày mà phang nhau đi mà sau 12 giờ đêm mà dễ thượng má phong lắm, mày biết thượng má phong không? Tao chuẩn bị sẵn cái kim rồi, châm vào đít tao là cái. Không phải kim châm đít thì là sai nhá. Nhổ lông đít, hiểu không?
À nhỏ lông đít à? Ok. Ờ bảo bạn gái mày ấy, là lúc nào anh thấy cảm thấy anh co giật và anh không cử động được thì em nhớ lấy nhíp về nhổ một cái sợi lông đít của anh nha. Ở đấy. Ta để một chùm ở đấy là có gì thì coi. Thế nha, bye bye anh. Ok, bye bye. Bye bye. Ô, thế giờ chơi gì? Đánh chơi cả rồi anh ạ. Hụt hẳn đi. Hụt hẳn đi. Hụt hẳn là gì? Này anh em lên hết cam đi, xếp hình trái tim đi. Mình sẽ để tay thành trái tim kiểu. Không phải. Xếp được không nhỉ? Xếp được mà, xếp được mà. Xếp được, xếp được. Hai cái mà. Được, 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 xếp được. Ông cứ kiểu không thiếu. Phải đủ 9 răng thôi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Đùa. Của tao sẽ là như này, của tao là như này. Anh bên trái anh Quang. Ừ đúng. Nhà nhỉ? Ừ, không, Quang là ngược lại. Của tao là như này. Quang là như thế nào? Nói với anh Độ. Của em là như thế nào? Nói không, gì? Không, của thằng Bô sẽ là như em này. Nhìn khác nhau người, nhìn khác nhau. Em như này á? Sao lại nhìn khác nhau à? Nhìn khác nhau à? Cam thì khác nhau à? Đúng, Quang như này à? À, Cam nhìn khác nhau à? Ôi thế thì thôi, đéo xếp được đâu, Cam khác nhau. Đây, em như này được rồi đấy. Mày bị khác, mày đấy bị ngược rồi. Ôi, ngược rồi. Cam bị khác nhau, ngược, đéo làm được đâu, chịu. Đâu được, mày muốn làm nhìn cái stream của Đổ xong rồi mẹ từ không, thôi ngáo lồn lắm, địt mẹ không làm đâu, tao vừa làm thử rồi, địt mẹ trông như thằng Đao ấy, trông Đao đần lắm. Hết tròi đúng không? Hết tròi. Là hết mơ. Đi ngủ rồi mọi người ơi. Trò tâm sự chuyện thầm kín đi. Nói thật không? Chơi trò nói thật không? Chơi nói thật không? Tú vừa lấy tất cả anh địt mẹ tính sót à? Phải kể câu chuyện có thật. Môi bị đỏ anh ạ. Chơi nói thật. Sao kể câu chuyện có thật? Không biết chơi trò nói thật. Chơi nói thật. Thế nào nói thật, thế nào? Chơi hiểu luật. Không, như nói thật phải tắt chim đi chứ mẹ đang chim này lộ mẹ hết rồi. Không sao. Chết người. Ý là nói làm sao mới biết thật anh? Mình sẽ hỏi nói mình sẽ nói về những cái thì kiểu lương tâm thôi trên stream được. Ừ, có thể tiết lộ trên stream được thôi. Chứ sẽ không hỏi là đi phải mày đã từng đi đá phò chưa hay như nào đấy, hiểu không? Đúng rồi, stream này đó. Không, câu đấy mà hỏi ra thì thằng đéo trả lời là chưa. PG 15 nha, mấy câu hỏi nào nhẹ nhàng thôi nha. Tôi chưa cưới đâu, chưa mất vợ đâu. Nhưng mà làm sao biết nó thật đấy? Đùa chứ, mẹ mà chơi trò đấy mẹ đéo dám nói thật đâu, trên stream này ai dám nói. Chết, toàn nói dối rồi. Trò đấy trò nói dối. Mua cái máy nói thật thì về anh ạ. Nói dối là điện nó giật phê. Ba giờ hay là có khi anh em vào làm trận cờ đi ngủ nhỉ? Lên đi. Làm trận cờ đi ngủ nhỉ, hợp lý nhất.